Rồi, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị một số cái thông tin, một số cái nội dung liên quan tới cái phần độc chất học lâm sàng. Thì cái bài đầu tiên sẽ phụ trách là các cái thuốc có nguồn gốc từ thực vật nha các anh chị. Rồi, nội dung của bài ngày hôm nay thì mình gồm có các phần. Thứ nhất là mình sẽ nói về tổng quan về độc chất, rồi các hoạt chất có nguồn gốc từ thực vật và các cái dược liệu, một số cái dược liệu mà hay sử dụng. Đầu tiên là phần tổng quan. Thì các anh chị lưu ý ha, cái slide này nó nói cho mình cái quy trình một cái chất nó đi vào trong cơ thể và cái khả năng nó gây độc cho cơ thể như thế nào. Thì những cái đường mà mình tiếp nhận bất cứ một cái chất nào thì thường nó thông qua những con đường, thứ nhất là đường tiêu hóa, đường ăn. Nghe rõ không các anh chị, nghe rõ không? Dạ thầy Dạ, ơi, tiếng hơi bé thầy ơi. nhỏ hả? Có lúc nhỏ, có lúc lớn đó thầy. Giờ giờ được chưa? Giờ âm thanh gì là được chưa? Dạ giờ thì nghe rõ rồi thầy. Rồi ha. Rồi thì cái con đường mà nó thức a chắc cái chất đi vào thì mình đầu tiên mình có là con đường về tiêu hóa, thông qua hệ thống ống tiêu hóa. Rồi cái con đường thứ hai là cái đường thông qua hệ thống hô hấp, con đường thông qua hệ thống hô hấp. Rồi đó là những cái con đường chính, con đường mà thường thấy. Ngoài ra người ta cũng có một số trường hợp đi vào thông qua cái hệ thống phơi nhiễm qua da. Đó là đi thấm qua da đó các anh chị. Thì đó là những thường là những con đường mà nó dễ gây ngộ độc nhất. Những con đường khác, những đường tim thì cái nguy cơ nó ít hơn, nguy cơ nó ít hơn, tại vì con đường tim là thường tim vào là người ta có chủ động, người ta theo dõi rồi. Còn những con đường mà thường dễ bị ngộ độc là thường những con đường mà khó kiểm soát hơn, ví dụ như đường uống, đường hít và đường hệ thống vận chuyển qua da, phơi nhiễm qua da. Rồi thì khi các cái chất độc nó đi vào trong cơ thể, các chất nó đi vào trong cơ thể thì nó sẽ đi vào trong cái hệ thống tuần hoàn, đi vào trong cái hệ thống tuần hoàn. Rồi một phần nó sẽ được thải trừ thông qua thận ra nước tiểu, một thờ phần những cái chất mà nó có thể đi và thải trừ bởi gan á, nó sẽ thải trừ qua mật và thải trừ ra ra phân. Một phần các cái chất nó sẽ đi vào các cái cơ quan tác động, và một phần các cái chất nó sẽ được tích trữ thông qua hai hệ thống, đó là xương và mỡ, tức là mô mỡ và mô xương. Như vậy hai cái vị trí mà thường tích trữ các cái chất trong cơ thể thường nhất đó chính là xương và mô mỡ. Thì đây chính là hai hai cái nơi mà nó sẽ thường dẫn tới tình trạng ngộ độc ngoài ý muốn, thường là dẫn tới tình trạng ngộ độc ngoài ý muốn. Còn những tình trạng mà ngộ độc cố ý thì mình không nói, dùng thuốc quá liều cố ý thì mình không nói. Nhưng mà mình đang nói về những trường hợp tích lũy nó gây độc mà ngoài ý muốn. Rồi. Thì cái tình trạng ngộ độc đó các anh chị, cái đáp ứng gây độc đó, nó sẽ có cái một số cái điều kiện để gây độc, chứ không phải là lúc nào mình dùng thuốc mình cũng bị ngộ độc ha. Thì mình phơi nhiễm một cái chất nào đó, dù là chất độc đi chăng nữa ha, thì một cái chất đó nó có thể có những cái tác động là đảo ngược, và một số là tác động không thể đảo ngược được không. Khi mà phơi nhiễm nó sẽ dẫn tới hai cái tác động này, và cái đáp ứng á, nếu mà cái tác động do cái chất đó gây ra trên tác động sinh lý mà nó ở dưới cái ngưỡng gây độc, dưới ngưỡng gây độc thì coi như là cái nguy cơ cái biểu hiện ngộ độc nó không xảy ra, nhưng mà nó vượt trên cái ngưỡng gây độc thì nó sẽ gây ra tình trạng ngộ độc cho bệnh nhân, được chưa? Và cái ngưỡng gây độc này á, cái ngưỡng gây độc và cái ngưỡng dưới ngưỡng gây độc này á, nó sẽ tùy thuộc vào cái đáp ứng sinh lý của bệnh nhân. Tức là có một số trường hợp bệnh nhân có thể là không nhạy cảm thì ngưỡng gây độc của cái người đó sẽ cao. Những trường hợp bệnh nhân quá nhạy cảm thì ngưỡng gây độc của người đó sẽ thấp và bệnh nhân dễ bị ngộ độc hơn. Các chị hiểu cái này nha. Tức là cùng một thuốc, ví dụ tôi lấy ví dụ một cái thuốc điển hình như là paracetamol đi.
cái liều bình thường cho người bình thường á, cái liều độc bình thường là bao nhiêu các anh chị? Cái độc cấp á là bao nhiêu? 4 gram một ngày thôi. À, 4 gram một ngày. Tuy nhiên đối với những người mà họ nhạy cảm thì có thể là 3 gram người ta đã bị ngộ độc rồi. À, độc tính trên gan rồi. Nhưng có những người họ không có nhạy cảm, à, họ cái tiếp tục gram gan của họ nó không có quá nhạy cảm á, thì cái lượng 4 gram nhiều khi nó vẫn chưa độc, có thể là tới 5 gram hoặc là 6 gram người ta mới bị ngộ độc. Nha các anh chị. Còn một số người, những người mà họ chức năng gan họ suy giảm, ví dụ như những người mà thuộc dạng như là người nghiện rượu á, thì cái ngưỡng độc họ rất là thấp, chừng 2 gram mà người ta đã bị ngộ độc rồi. Thì cái này, những cái nguyên tắc này áp dụng cho cả các chất từ dược liệu cũng như là các chất từ cái tây y luôn nha các anh chị, chứ không phải là chỉ áp dụng cho mỗi các thuốc từ dược liệu không. Thì các giai đoạn của quá trình ngộ độc mình nhớ là sẽ có 3 giai đoạn chính nha. Khi một cái chất nó đi vào trong cơ thể, nó được chuyển hóa hoặc là ở dạng có hoạt tính hay nữa, thì nó sẽ đi vào trong cơ thể, thì cái tác động đầu tiên của nó sẽ tác động trên các thụ thể. Chất độc có thể liên kết với các thụ thể. Thường những thụ thể này có thể là thụ thể ngoại lai, tức là thụ thể không phải là tác động chính của cái thuốc đó, hoặc là thụ thể này là thụ thể chính, tác động chính của thuốc đó. À, cả hai. Thì khi mà nó tác động vào thụ thể thì nó sẽ thay đổi cấu trúc của thụ thể. Ví dụ như các bạn anh chị thấy là những cái thụ thể mà liên kết với adenine cyclase, nó sẽ biến đổi cấu trúc ha, nó sẽ kích hoạt tạo ra AMP vòng. Hoặc là có những cái thụ thể nó sẽ kích hoạt tạo ra chất chuyển truyền, đó là inositol triphosphate. Một số thụ thể nó kích hoạt cái quá trình mở đóng các cái kênh ion kali, kênh natri trừ hay kênh natri. Những thuốc mà gây động kinh á, thường thường nó kích hoạt kinh natri đó. Còn những thuốc mà gây ức chế thần kinh như siêu hấp thì cũng là kích hoạt kinh cloa trừ. À, còn những cái thuốc mà nó gây loạn nhịp á, thì thường nó tác động trên kinh kali và kinh canxi. Nha các anh chị. Rồi. Thì sau khi nó qua giai đoạn đầu tiên, là giai đoạn tác động trên thụ thể, thì nó sẽ có những cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn biểu hiện sinh hóa. Biểu hiện sinh hóa có nghĩa là sao? Từ những cái thụ thể này bị xúc tác nè, nó sẽ kích hoạt một chuỗi các hệ thống enzyme vận chuyển, nó sẽ ức chế các cái hệ thống enzyme thiết yếu của cơ thể, nó kích hoạt phá hủy các cái màng tế bào, nó làm tạo những cái protein không có chức năng hoặc là làm sai lệch quá trình tổng hợp protein chức năng của cơ thể, nó phá vỡ quá trình tổng hợp lipid, phá vỡ quá trình chuyển hóa carbohydrate, và nó ức chế quá trình hô hấp tế bào. Nghĩa là cái đáp ứng sinh hóa là giai đoạn thứ hai. Sau khi đáp ứng sinh hóa nó đã trải qua rồi thì nó sẽ bắt đầu nó chuyển qua giai đoạn thứ ba là giai đoạn thay đổi hành vi và sinh lý. Thay đổi hành vi và sinh lý thì giai đoạn thay đổi hành vi sinh lý đó là giai đoạn biểu hiện cái triệu chứng ở bên ngoài nha các anh chị. Thì nó có thể thay đổi cái gì? Thứ nhất, cái đầu tiên người ta quan tâm khi ngộ độc đó chính là nó thay đổi dấu hiệu sinh tồn. Dấu hiệu sinh tồn nghĩa là gì các anh chị? Để mấy cái dấu hiệu sinh tồn mà các anh chị biết coi. Hiệu sinh tồn là gì nè? Thở thầy, hô hấp. Đúng rồi. Thân nhiệt, đầu tiên là thân nhiệt, rồi nhịp thở, rồi hô hấp, đúng không? Rồi gì nữa? Tôi có cả cảm nhận về ánh sáng ấy thầy. Đúng rồi, thấy là cảm nhận ánh sáng, còn gì nữa? Tên nhịp tôi, tim. Huyết áp, huyết áp, nhịp tim. Huyết áp, đúng rồi. Đường huyết, đúng không? Đó là những cái dấu hiệu sinh tồn ha. SPO2 đó, ví dụ như vậy. Rồi, anh chị uống nước. Rồi, tiếp nha. Về đó là những dấu hiệu sinh tồn, sau đó nó sẽ có những biểu hiện khác đi kèm theo dấu hiệu sinh tồn, ví dụ như là nó tác động cho hệ thống thần kinh trung ương. Nó gây ra hallucination, có nghĩa là ảo giác. À, hallucination nó gây ra những tình trạng ảo giác, hoặc là co giật, hoặc là hôn mê, hoặc là liệt cơ. Đó. Ngoài ra, đó là những cái tác động tức thời. Còn những cái tác động lâu dài, thường á, những cái tác động ngộ độc cấp á, thì nó sẽ gây ra bất thường trên hệ thống sinh tồn, chỉ số sinh tồn và trên thần kinh. Nhưng mà những cái tổn hại mà lâu dài, những trường hợp mà ngộ độc mạng các anh chị, thì nó sẽ gây ra những cái tác động ví dụ như là teratogenesis, có nghĩa là gây ra quái thai. Mutagenesis có nghĩa là gây ra đột biến gen. À, và carcinogenesis có nghĩa là gây ra ung thư.
và ngoài ra nó còn tác động trên hệ thống miễn dịch nữa. Thì đây là những cái tác động lâu dài. Tác động lâu dài. Bốn cái này là tác động lâu dài. Còn tác động cấp thì là hai cái trên là cái đầu tiên sẽ thấy. Nha các anh chị, thì đó là ba giai đoạn. Ba giai đoạn lớn khi mà nó xảy ra một cái tình trạng ngộ độc. Thì cái này áp dụng cho mọi trường hợp ngộ độc chứ không phải là chỉ có thuốc từ thực vật nha các anh chị. Rồi ngoài ra nó có sẽ có những yếu tố ngoại cảnh nó sẽ giúp thúc đẩy quá trình ngộ độc. Ví dụ như là môi trường, tạp nhiễm, hóa chất nè, kim loại nặng nè. Hóa chất nè, kim loại nặng nè, vi sinh vật nè. Hoặc là phóng xạ. Hoặc là cái gì? Thuốc trừ sâu, dư lượng các thuốc trừ sâu. Cái này thường thấy trong các cái thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, thực vật. Rồi, quá trình xác định danh và quá trình thao tác sản xuất chế biến sai, hoặc là trộn lẫn thuốc, hoặc là làm giả thuốc, hoặc quá trình làm già hóa thuốc nó có vấn đề, hoặc là quá trình bảo quản hoặc là vận chuyển nó có vấn đề, được không? Thì đây là những cái yếu tố mà nó có thể là yếu tố ngoại cảnh mà có thể gây ra cái nguy cơ bị ngộ độc cho bệnh nhân. Ngoài ra, một những yếu tố mà quan trọng nhất đó là quá trình mình dùng nhiều thuốc. Dùng nhiều thuốc là một trong những nguyên nhân mà nó dễ dẫn tới tình trạng ngộ độc nhất nha các anh chị. Tại sao dùng nhiều thuốc nó dễ dẫn tới tình trạng ngộ độc? Các anh chị đã học rồi, đó là sẽ gây ra tương tác thuốc, đúng không? Tức là cái thuốc đó, tất cả các thuốc đó nó đều nằm được sử dụng trong cái ngưỡng liều bình thường hết. Tuy nhiên khi mà mình dùng nhiều thuốc á, nó sẽ có hiện tượng cạnh tranh enzyme chuyển hóa ở gan cho các thuốc, hoặc là nó có hiện tượng cảm ứng enzyme gan, hoặc nó có hiện tượng ức chế các enzyme gan. Thì từ đó nó sẽ dẫn tới cái gì các anh chị? Sẽ dẫn tới cái tình trạng là nó gây ra cái sự có một số thuốc thì được chuyển hóa quá nhanh, nhưng mà có một số thuốc không được chuyển hóa. Thì những cái thuốc mà không được chuyển hóa đó, nó có thể gia tăng nồng độ trong máu và nó gây ra tình trạng ngộ độc. Mặc dù là cái liều dùng của mình rất là chuẩn, rất là phù hợp, nhưng mà tương tác thì nó gây ra tình trạng ngộ độc. Những đối tượng mà dễ nguy cơ bị ngộ độc mà mình cần phải lưu ý, thứ nhất là những đối tượng mà có thay đổi về chức năng sinh lý, ví dụ như là phụ nữ mang thai cho con bú nè. Rồi trẻ sơ sinh, trẻ em, người già, người có các bệnh mãn tính, ví dụ như là huyết áp, đái tháo đường, ung thư, người mà sau phẫu thuật á, thì tại vì những người đó đó cái chức năng sinh lý của họ bị thay đổi, đặc biệt là những bệnh nhân mà bị ung thư hoặc suy giảm miễn dịch thì họ cái chức năng sinh lý, cái chức năng miễn dịch của họ bị thay đổi, thì nó có khả năng làm thay đổi các cái trữ lượng protein, hoặc là những người bị bệnh gan chẳng hạn, cái trữ lượng protein albumin có thể nó bị thay đổi hết, thì cái khả năng gắn kết của thuốc với các cái protein đó, nó cũng sẽ thay đổi và nó dẫn tới là có thuốc thì nó giảm hiệu quả, nhưng có thuốc nó không được gắn kết thì nó tăng lượng thuốc nó dạng tự do trong máu thì nó tăng nguy cơ ngộ độc. Rồi tiếp theo, đây là những cái chi, những cái hoạt chất mà có nguồn gốc từ thực vật mà thường mình sẽ thấy là nó có khả năng có hiệu quả điều trị nhưng có cũng có khả năng bị độc cho cơ thể. Một số cái anh chị lướt qua ra cái này, những cái slide này thì mình biết sơ thôi. Ví dụ như alkaloid. Alkaloid là đứng đầu luôn trong cái bảng mà gây độc, thì nó rất là nhiều hoạt chất có nguồn gốc tự nhiên mà người ta có nguồn gốc từ alkaloid, đúng không? Người ta tổng hợp hoặc là ta bán tổng hợp, người ta chiết xuất từ các alkaloid tự nhiên. Thì alkaloid nó có trong nhiều những cái chi, ví dụ chi atropa. Chi atropa là theo các anh chị là ở thuộc cái nhóm nào, có loại thực vật nào biết không? Họ nè. Atropa là gì? Atropin hả thầy? Dạ. Không phải, atropa là daturamentel, nhớ không? Daturamentel. Atropium, atropin á. Rồi, nicotinia là thuốc lá, thuốc phỉ, thuốc lá đó. Nicotin. Toffea là cà phê. Các cái họ cà phê. Papaver. Papaver là gì? Thuốc phiện. Đúng rồi, thuốc phiện. Rồi, solanium. Cà. Cà. Ok. Còn acotinium mới là acotinin, tức là cái cô độc. Đó. Rồi, glycosid là cái thứ hai. Glycosid là cái thứ hai.
Thì glycosid các anh chị sẽ thấy là nó có ở trong các cái chi như là chi digitalis, cái họ chi digitalis, ALS, S, GLUS. Rồi một số cái protein, một số cái protein thực vật trong một số cái chi như APRUS, amanitin, lareus, họ thủy tiên, nó cũng có khả năng gây độc. Ví dụ như đây là tocoalbumin ở trong lysine, aprin á, nó có gây gây độc. Một số acid organic, acid hữu cơ trong các cái loại như là kalanium, differentia, rhodium, người rhodium là địa hoàng á, đó thì nó cũng có khả năng gây độc. Khi đi vào trong cơ thể nó sẽ trở thành các acid, nó liên kết, nó tạo muối, nó tạo sỏi. Hoặc là một số cái alcohol, alcohol từ các chi cicuta, epatorium, resin, resinoin, cannabis, rượu, v.v. Rồi đây là những cái triệu chứng thường gây ra, những cái hội chứng mà thường gây ra khi bị ngộ độc những cái loại vật chất từ thực vật. Ví dụ như là hội chứng kháng muscarinic thì thường xảy ra khi mình sử dụng những cái loại thực vật quá liều từ những cái chi như chi atropa nè, datura nè, diosciamus nè, solanium, tức là cái những cái cây như là cây cà độc dừa các anh chị, hoặc là scopolamin, atropin đó, đó đó. Rồi cái hai là độc tính trên tim, mình có digitalis, nerium, nerium là trúc đào ha. Digitalis là cái cây gì nó quên mất rồi, tiếng Việt cái gì quên này. Cái gì đó? Hoa mỏng, cái digitalis tim á, hoa mỏng sói, hoa mỏng sói. Rồi Cofusan, Cofusan cái coi giật ha, coi giật. Mình có hoàng liên, họ hoàng liên ranunculus, Dicotylia. Cyanogenic gây ra cái hiệu chứng gọi chứng cyanid, ngộ độc cyanid. Rồi loạn nhịp, thì có acotinium, cái ô đầu. Rồi nicotinic, pyrozilidin, tostapomin. Rồi thôi mấy này các anh chị coi thôi. Đó là những một số cái chi đặc biệt trong các cái họ thực vật, cái này coi chơi cho biết, không cần quan tâm cái này đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào phần thứ hai là phần quan trọng của mình, là các hoạt chất có nguồn gốc từ thực vật mà mình đang sử dụng trong điều trị. Thì đầu tiên là alkaloid. Thì các anh chị lưu ý nha, cái alkaloid nó rất là đặc biệt bởi vì nó sẽ tác động trên cái hệ thống thần kinh tự chủ của mình rất là nhiều. Thần kinh mà thần kinh thực vật á, giao cảm và đối giao cảm rất là nhiều. Nó có thể tác động lên sự dẫn truyền của acetylcholine. Nó có thể tác động lên sự dẫn truyền của acetylcholine. Nhưng nó cũng có thể tác động lên sự dẫn truyền của norepinephrine, noradrenaline. Tức là nó tác động trên vừa cái hệ giao cảm vừa hệ đối giao cảm luôn. Rồi thì đây là những cái khung, đây là những cái khung alkaloid mà mình thấy mình đã học bên dược liệu rồi. Thì các anh chị thấy có những cái khung rất là nổi bật, một số cái rất là nổi bật, ví dụ như là tropan nè, khung tropan, khung amoxicillin, amoxicillin là thuốc phiện đó, amoxicillin đó, tropan thì là atropin ha, scopolamin đó. Mình có những cái nhân như nhân purine. Nhưng purine này thường thấy ở trong các cái họ metinxanthin, xanthin á, cắt từ các cây cà phê ha. Rồi mình có quinolone, quinolone, isoquinoline từ những cái chế phẩm từ cây cankina, đó. Piperidine, piperidine. Đó. Là một số cái chính đây ha, nhưng mình sẽ tìm hiểu từng cái một. Cái hoạt chất đầu tiên là morphine, tìm hiểu chính là morphine. Cái này các anh chị biết rồi đúng không? Đó, trong cây thuốc phiện, trong thành phần nào của cây thuốc phiện các anh chị? Thành phần nào? Hoa. Hoa hả? Phai nha. Đấy, nhựa. Quả chứ thầy. Nhựa cây thuốc phiện thầy ơi. Nhựa. Nha, nhựa cây thuốc phiện. Nghe được không? Chứ không phải là quả nha. Trời trời. Alo em, alo. Các anh chị tắt mic. Mic tôi tắt mic. Rồi. Thì cái nhựa thuốc phiện nha các anh chị, nó tìm thấy nhiều trong nhựa thuốc phiện, nhưng mà nhựa cái thuốc phiện á
nó cũng tùy vùng địa lý, chứ không phải là cứ nhựa thuốc phiện là có đâu nha. Tại vì bên châu Âu nó trồng cây thuốc phiện rất là nhiều, trồng hoa thuốc phiện rất là nhiều, mà chủ yếu là dùng ở một số vùng châu Âu, nó trồng làm kiểng, tức là nó không có cái hàm lượng morphine trong nhựa, nó ít, không thể nào mà tạo ra được cái thuốc khi nghiện được. À, cái nhựa thuốc phiện mà cái chất lượng nhất là ở các cái vùng ở châu Á, đặc biệt là cái khu vực tam giác vàng. À, biết tam giác vàng là khu vực nào đúng không? Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, cái khu đó. Thì thường cái khu đó là cái khu mà nó trồng thuốc phiện, nó cho sản lượng rất là cao. Thực ra thuốc phiện nó không xấu nha, morphine nó không xấu, nhưng mà cái mục đích người ta sử dụng thì nó sai thôi. À, morphine ban đầu nó được sử dụng với mục đích là giảm đau, giảm đau rất là tốt, gây mê, giảm đau và gây mê. Rồi bên cạnh morphine thì codeine cũng là được chiết xuất từ thuốc phiện luôn. À, rồi papaverine cũng được chiết xuất từ những thuốc phiện. Thì cái papaverine này nó tìm thấy ở đâu các anh chị? Trong cái thuốc này. Anh chị biết không? Papaverine này thường thấy ở trong những thuốc này. Anh chị hay bán lắm đó mà các anh chị không để ý đó. Thuốc nào? Chị tiêu chảy. Đúng rồi, thuốc chị không phải là chị tiêu chảy mà là thuốc giảm co thắt cơ trơn tiêu hóa. Rồi gì đó, rotaverine ha. Averine, đó, papaverine thì bắt những cái thuốc đó là những thuốc có cái cấu trúc tương tự với cái papaverine. À. Còn codeine thì các anh chị biết là nó là một cái tiền chất, các anh chị nó là tiền chất, nó được chuyển hóa qua xít máy, nhớ không? Xít, cochrom, 2C19 ạ. Ừ, 2C19 là sai nha, mơ qua cái BBI rồi. BB6. 2D6, nhà các anh chị, xít codeine được chuyển hóa qua xít cochrom 2D6, cho nên nó mới có cái trường hợp mà nó gọi là theo dõi cái hiệu quả của codeine và theo dõi cái tác động ức chế hô hấp do siêu chuyển hóa 2D6 và lại giảm chuyển hóa 2D6 đó nha. Thì codeine nó phải được chuyển hóa thông qua cái chất trong 2D6, nó mới tạo thành cái gì? Nó tạo thành morphine. Chính cái morphine nó mới làm tác động. Cái codeine nó không có tác động ức chế hô hấp, nó không có tác động gây giảm ho, các anh chị, nó không tác động lên trung khu hô hấp nha, mà nó phải được chuyển hóa bởi xít hydrochrom 2D6 nên nó tạo thành morphine, nó mới có tác động nha. Rồi ha, thường là cái cây thuốc phiện là cái cây này nha các anh chị, papaver vermiferum, họ papaveraceae. À, thì nhựa thuốc phiện là cái nguồn nguyên liệu chính. Chỉ cơ chế có morphine các anh chị biết rồi đúng không? Ức chế cái gì? Nhớ không? Cơ chế morphine là gì nè? Cụ thể gì? Nhớ không quý vị? Nhớ hình này không? Morphine là ức chế dẫn truyền thần kinh. Đúng không? Dẫn truyền thần kinh mà bằng cách ức chế cái gì? Học bên dược lý rồi, nhớ không? Thụ thể mui. Thụ thể mui rồi sao nữa? Rồi ức chế cái gì nữa? Từ ức chế thụ thể mui rồi ức chế cái gì nữa? Ức chế canh canxi. Ức chế canh canxi. Rồi còn gì nữa không? Giảm cái sự phóng thích cái chất dẫn truyền ở đây. Ừ. Rồi còn ngoài cái canh canxi ra thì nó còn ức chế cái gì nữa không? Tinh kali nữa. Kích thích cây ăn, kích thích canh kali. Đúng rồi, nó sau ức chế. Đúng rồi, ức chế cái kênh canxi của đầu tiền synap và ức chế và kích thích cái kênh kali ở đầu hậu synap. Thì khi nó ức chế kênh canxi ở đầu tiền synap thì sao? Canxi nó không có đi vô trong tế bào được. Nó không có vô trong đầu tiền synap được. Thì các chị nhớ là cái bài mà phóng thích acetylcholin không, cái bài mà bị liệt cơ á, liệt cơ do cái acetylcholin á, thì canh canxi nó không có mở ra được, thì nó không có làm tăng canxi nội bào được, không có cho canxi đi ngoài đi vào trong tế bào thần kinh đầu tiền synap được, thì nó không thể phóng thích các chất dẫn truyền thần kinh từ đầu tiền synap được, đúng không? Rồi khi nó kích thích cái kênh kali, kích thích kênh kali thì nó làm cho kali từ bên trong tế bào ở đầu hậu synap nó đi ra bên ngoài. Thì khi kali đi từ bên trong ra bên ngoài thì sao các anh chị? Nó sẽ làm cho điện thế màng nó trở nên âm hơn hay là dương hơn? Âm hơn. Âm hơn, đúng rồi. Tại vì kali đa phần ở bên trong các bạn. Nó đi ra bên ngoài như vậy thì bên trong đó, cái điện thế màng nó sẽ âm hơn.
và khi nó âm như vậy thì nó sẽ làm cho cái thế điện cực ở ngay cái vị trí đó nó trở nên rất là âm, rất khó bị kích thích để nó có thể tạo ra xung động thần kinh, rất khó bị đảo cực để tạo ra xung động thần kinh, và nó làm giảm sự dẫn truyền. Chính nó giảm sự dẫn truyền như vậy cho nên người ta thấy là nó có thể tác động lên trên các cái hệ thống sinh tồn của cơ thể. Rồi, nó sẽ tác động lên hệ thống sinh tồn của cơ thể thì người ta thấy là gì? OBX á, nó vì bản chất của nó là ức chế dẫn truyền thần kinh, nó sẽ ức chế tất cả các đáp ứng thuộc cái dạng là sinh tồn của cơ thể. Ví dụ như nó giảm nhịp tim, giảm huyết áp nè. Cái con chuột rồi. Đây, nó giảm nhịp tim, giảm huyết áp nè. Nó giảm hô hấp, nó giảm nhịp thở, nó làm suy hô hấp. Nó giảm luôn cả thân nhiệt. Nó giảm kích thước đồng tử, làm to đồng tử lại hết. Nó làm giảm nhu động ruột luôn và nó làm giảm tiết mồ hôi. Nó làm giảm tiết mồ hôi. Nói chung tất cả đều giảm. Tất cả đều giảm. Đó là opioid. Một cái tương tự nó là thuốc ngủ và thuốc ăn thần nó cũng sẽ giảm hết. Nó giảm hết nhưng mà cái thằng opioid thì nó giảm mạnh hơn. Giảm mạnh hơn các thuốc ngủ và ăn thần rất là nhiều. Rồi. Thì dấu hiệu ngộ độc. Một người mà họ bị ngộ độc thì có những triệu chứng nào? Thứ nhất, nếu mà ngộ độc opioid hoặc là morphine mức độ nhẹ và trung bình á, thì nó sẽ có biểu hiện là bị co đồng tử nè, bị giảm nhịp tim, giảm huyết áp nè, bị liệt các cái cơ. Đó là biểu hiện nhẹ. Nếu biểu hiện nặng thì cái tình trạng ức chế hô hấp, liệt cơ hô hấp, ức chế hô hấp sẽ diễn ra. Bệnh nhân sẽ bị phù phổi, vì suy giảm chức năng tuần hoàn mà không có khả năng tống máu đi được, nó sẽ gây ra sự ứ động tuần hoàn ở nhu mô phổi, nó gây ra tình trạng phù phổi ha. Rồi co giật gây ra độc tính trên tim, hay độc tính trên tim tại vì nó giảm cái khả năng dẫn truyền ở tim ha. Và những cái trường hợp mà họ bị nghiện á thì họ sẽ có thêm cái hiệu chứng hội chứng cai thuốc nữa. Và những cái thuốc thì liên quan đến dopamine, cái này mình sẽ nói sau. Rồi, đây là cái cơ chế nó giải thích cho cái việc là sử dụng morphine có thể gây ra tình trạng ức chế hô hấp, gây ra tình trạng ức chế hô hấp. Thì mình biết rồi ha, cái ức chế hô hấp á, nó sẽ có hai kiểu ức chế. Một cái là ức chế hô hấp kiểu trung ương, và một cái là kiểu ngoại vi. Ức chế hô hấp kiểu trung ương có nghĩa là sao? Tức là opioid nó sẽ tác động lên trên hành não, tức là trung khu hấp ở hành não, cũng như ức chế tác động dẫn truyền từ vỏ não xuống dưới hành não. Tức là cái hành não là nơi nhận biết, điều hòa hoạt động oxy, điều hòa cái hoạt động hô hấp của mình. Nhưng mà cái nhận biết cái việc oxy giảm hay không giảm là do cái vỏ não nó chi phối. Thì hai cái này nó cắt đứt liên kết này hết, cho nên cái vỏ não nó cũng không truyền tín hiệu cho hành não. Hành não cũng không có thể đáp ứng, không nhận tín hiệu từ các cái động mạch cảnh được. Cắt hết. Rồi sau đó cái morphine này nó cũng có khả năng nó tác động ức chế các cơ hô hấp, tức là các cơ liên sườn, cơ bụng, cơ hấp ở bụng, hoặc là các cơ là cơ không phải cơ bụng hoặc là cơ hoành á, cơ hoành và các cơ hấp phụ, được chưa? Rồi nó ức chế luôn cả quá trình giãn các cái cơ trơn hô hấp, ví dụ như cơ hầu họng thanh quản, nó làm già, làm cho các cái cơ này không có khả năng giãn ra được. Và tụ chung là nó sẽ gây ức chế hô hấp, được chưa? Thì cái cơ chế mà gây ra cụ thể là sao? Khi bình thường nha, khi mà cái lượng oxy vào trong cơ thể mà nó giảm, thì các cái thụ thể nhận biết nồng độ oxy ở các cái động mạch cảnh, các cái thể cảnh, động mạch cảnh nó sẽ nhận biết cái sự suy giảm oxy, và nó sẽ có sự gia tăng CO2, nó sẽ báo tín hiệu về các cái vùng vỏ não. Hoặc là có sự suy giảm huyết áp chẳng hạn, nó làm giảm oxy thì cũng sẽ báo tín hiệu về vùng vỏ não. Cái vùng vỏ não này á, nó sẽ phân tích và nó chuyển tín hiệu, nó báo động về cái vùng hạ đồi, không phải là vùng hạ đồi, nó lộn, vùng hành não,
được chưa? Thì khi cái vùng hành não này nhận tín hiệu á, thì sao? Thì nó sẽ phát tín hiệu lên trên cái hệ thống hô hấp, nó sẽ làm giãn các cơ hô hấp, nó làm giãn các cái cơ trơn của đường dẫn khí, nó làm tăng cái nhu lượng, số lượng không khí đi vào bên trong cơ thể, nó làm tăng cái lượng oxy lên, được không? Thì đó là bình thường. Thì cái opioid á, nó sẽ chặn cái gì? Nó chặn cái sự báo tín hiệu từ cái động mạch cảnh nè về cái vùng vỏ não. Đây là một cái. Nó chặn cái gì nữa? Nó chặn tín hiệu từ vỏ não xuống dưới hành não. Và nó chặn luôn cả tín hiệu từ hành não đi xuống các cái cơ hô hấp. À, thì đó nó gây ra suy hô hấp. Và cái này là một những cái độc tính nguy hiểm nhất của cái thằng morphine và opioid nói chung. Ngoài ra, một những cái cơ chế thứ hai, một những cái triệu chứng điển hình thứ hai khi bị ngộ độc opioid đó là tình trạng liệt ruột hay là táo bón lâu ngày. À, thì liệt ruột là do cái gì? Thì cũng là do nó ức chế sự phóng thích các chất trung gian hóa học, ví dụ như là cái gì đó, acetylcholine, acetylcholine, cũng như là các cái chất như là nitric oxide, VIP, và những chất này nó sẽ giúp điều hòa hoạt động của sự co thắt cơ trơn thành ruột. À, thì khi nó ức chế như vậy thì cơ trơn thành ruột không có thể co thắt được, nó gây ra tình trạng liệt ruột và nó gây ra tình trạng táo bón. Rồi, vậy thì xử trí những trường hợp ngộ độc morphine hoặc là codeine hoặc opioid như thế nào? Thì đầu tiên là phải đảm bảo chức năng hô hấp cho bệnh nhân, duy trì chức năng hô hấp, có thể là đặt ống nội khí quản, có thể là cho thở oxy nếu bệnh nhân vẫn còn thở được, mà thường những người mà họ liệt hô hấp thường là phải đặt ống nội khí quản, rồi dùng oxy cao áp, điều trị các tình trạng hôn mê, hạ huyết áp, loạn nhịp tim, trên thất và phù phổi cho bệnh nhân. Đây là điều trị những cái bất thường về dấu hiệu sinh tồn á. Lưu ý cái cytochrome 2D6 là cái chuyển hóa như thằng codeine thằng đã tôi nói rồi. Về antidote được sử dụng cho điều trị ngộ độc morphine thì mình sẽ có naloxone và amphetamine. Hai cái này là hai cái thuốc được sử dụng chủ yếu trong điều trị ngộ độc morphine và opioid. Thì naloxone cái liều là 0.2 0.4 mg đường tim, 0.2 0.4 mg đường tim, có thể tim bắt hoặc tim tĩnh mạch. Người ta sẽ tiêm lặp đi lặp lại sau mỗi 2-3 phút tới khi đạt được tổng liều tối đa là 10-20 mg. Rồi, thời gian tác động của naloxone thì tương đối là ngắn, có 1-2 giờ thôi. Cho nên thường 3-4 giờ sau khi bệnh nhân tỉnh và dùng liều cuối của morphine thì người ta sẽ tiêm nhắc lại thêm một lần nữa. Những trường hợp mà bị hôn mê, rơi vào hôn mê do opioid thì cái thời gian tiêm nó sẽ kéo dài, có thể là kéo dài tới 6-12 giờ. Còn naloxone thì cái liều của nó thấp hơn, tại vì cái thời gian tác động của naloxone nó dài hơn so với naloxone, liều của nó là 0.1-0.2, lập liều cũng y như vậy, tổng liều cũng y như vậy. Những trường hợp bị kéo dài khoảng QRS, tức là những trường hợp bị loạn nhịp á, thì người ta sẽ tiêm nati bicarbonate. Tại sao? Tại vì thường những trường hợp kéo dài khoảng QRS á, là do cái kênh nati của người đó bị ức chế. Do đó khi đó người ta sẽ phải bổ sung nati bằng cách người ta tiêm nati bicarbonate vô, để người ta tác động vô trong cái kênh nati. Ngoài ra than hoạt cũng được sẽ được áp dụng nếu người đó sử dụng thuốc đường uống, và thuốc nó có thải trừ qua đường mật, thì mình có thể sử dụng than hoạt để mình giảm cái nguy cơ bị tái hấp thu lại thuốc vào trong máu. Rồi, một số điều lưu ý khi mà xử trí những bệnh nhân bị ngộ độc morphine hoặc là codeine hoặc là opioid nói chung. Thứ nhất là naloxone á, các chị nên cho bệnh nhân sử dụng, đặc biệt là khi bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp hoặc là có biểu hiện lú lẫn, có biểu hiện bất thường về mặt nhận thức, tức là người ta bị suy giảm nhận thức, người ta mê man, người ta không lờ lơ đờ lờ đờ lơ mơ, người ta không còn nhớ người ta là ai,
thì bắt buộc phải sử dụng naloxone ha. Rồi liều naloxone thì nên dùng liều từ thấp tới cao ha. Và những người mà họ bị nghiện opioid á, mà ngộ độc mà gọi là không cố tình á, tức là họ sử dụng heroin á, họ tiêm mà họ không có cố tình, họ bị ngộ độc thì người ta dùng naloxone liều thấp ha. Rồi còn những người mà họ ngộ độc cố tình, tức là họ dùng họ tự tử á, à, thì người ta sẽ phải dùng naloxone liều cao. Hoặc là trẻ em mà vô tình nuốt phải opioid thì người ta dùng naloxone liều cao. Rồi đó là một số cái điều lưu ý. Đó là chất thứ hai, đó là cocaine. Cocaine thì cocaine này ở Việt Nam thì nó không có phổ biến, không có phổ biến, tức là không có cái hiện tượng nghiện cocaine phổ biến từ mấy cái người mà vô trong vũ trường thuốc lắc này nọ mình không nói ha. Mà ở Việt Nam thì nó không phổ biến, nước ngoài nó rất là phổ biến, nó cực kỳ phổ biến. Tại sao các chị biết không? Chị biết tại sao mà ở Việt Nam thì cái cocaine nó lại không có nổi bằng cái thằng morphine không? Không có nổi bằng thằng heroin không? Ở Việt Nam không trồng được coca, cây cocaine hả? Đúng rồi, Việt Nam không có trồng được cây coca. Trồng được nhưng mà cái sản lượng cocaine của cây coca không có nhiều. Thường thường cây coca ở Việt Nam trồng là để trồng làm kiểng thôi, cái giống của Việt Nam á để trồng làm kiểng thôi. À, các anh chị biết hồi trước khoa dược của đại học y dược, cái lúc có thời tôi còn học ở dưới Đinh Tiên Hoàng á, đối diện nhà truyền hình á, là ở trước cái cổng á, là lúc đó là thầy bên dược liệu có dẫn cái lớp đi giống như là năm nhất á, mà đi học thực hành dược khoa giống như bây giờ mấy các anh chị hay là các sinh viên năm nhất học á, thì là có dẫn ra phía trước để coi thầy cô cai trồng trước cửa luôn, ngay trước cửa khoa dược luôn. Thầy nói là ôi cái này trồng tại vì ở Việt Nam cái giống này nó không có khả năng nó sản sinh ra được cái lượng đủ nhiều nên người ta trồng làm kiểm thôi. À, mình Peru bên các cái vùng ở Nam Mỹ, trong Mỹ thì cocaine sản lượng của nó rất là cao và nó dùng để nó sản xuất chất gây nghiện. À, cái cây đó là cây erythroxylum coca erythroxylase. À, và đây là hoạt chất của nó. Thì cái cơ chế gây độc của cocaine này nó khác với morphine. À, morphine thì nó là gì các anh chị? Thì nó ức chế đúng không? Cocaine thì ngược lại, nó kích thích. Cocaine thì nó đi ngược lại, nó phải kích thích mọi thứ hết. Nó gần như nó kích thích mọi thứ và dường như nó là cường giao cảm. Nó gần như là một cường giao cảm. À, thì cái cơ chế của cocaine là gì? Đây, nó có nhiều cái hình đấy mình có thể biết. Cái này nó sẽ liên quan tới dopamine, norepinephrine. À, liên quan đến những cái chất đó thì dopamine nè, norepinephrine nè, noradrenaline nè, hoặc là serotonin nó đều sẽ được tổng hợp từ một cái tiền chất ban đầu đó là monoamine nha các anh chị. Thì cocaine á, cái lượng các cái chất trung gian hóa học như norepinephrine, noradrenaline hay là dopamine khi mà nó tiết ra nhiều quá ở cái khe synap á, mất mũi tên chuột rồi. Đây nó tiết ra nhiều quá ở khe synap á, đây nó tiết ra nhiều quá ở khe synap. Tới một lúc nào đó thì nó sẽ được một cái hệ thống vận chuyển, đó là một cái transporter. Một transporter đây cái này nè. Tái hấp thu để ngăn không cho nó tác động sinh lý lên cơ thể quá nhiều. Những cái chất đó nó tác động một phần thôi, còn cái phần dư thừa ở khe synap được tái hấp thu ngược trở lại. À, thì cái thằng cocaine nó sẽ ức chế cái transporter giúp tái hấp thu các cái chất trung gian hóa học dopamine, norepinephrine hay serotonin, sẽ ức chế sự tái hấp thu những chất này, nó làm cho cái nồng độ các cái chất này ở khe synap trở nên nhiều hơn bình thường. Thì nếu mà là dopamine á nếu mà ở khe synap nó nhiều hơn bình thường thì sao? Nó nghiện thì bệnh nhân sẽ cảm giác phê, cảm giác nghiện. À, serotonin nó nhiều hơn bình thường thì bệnh nhân sẽ bị kích thích thần kinh trung ương. Còn norepinephrine mà ở khe synap nhiều bình thường thì gây tăng nhịp tim, tăng huyết áp, dẫn tới nguy cơ đột tử. Đó chính là cái lý do cái cơ chế có thằng cocaine, đó là ức chế sự tái hấp thu các chất dẫn truyền thần kinh ở khe synap. Nhớ nha. Một hồi mình sẽ thấy có một cái chất cũng tương tự như vậy luôn, đó là efferine. Amphetamine nó cơ chế y chang vậy luôn ha.
thầy các anh chị thấy này, cocaine nó chỉ ức chế cái quá trình hấp thu thôi của các cái chất dẫn truyền thần kinh, ví dụ như là serotonin, 5HT là serotonin ha, norepinephrine tức là noradrenaline, NA ha, và DA là dopamine, từ bên khe synapse đi vào bên trong. Nhưng mà một hồi mình thấy cái ăn amphetamine nó còn ác hơn nữa, nó vừa ức chế sự hấp thu mà nó vừa kích thích sự bài tiết mà nó vừa ức chế sự tiêu hủy luôn. Một hồi mình sẽ tìm hiểu cái nó sao. Đó. Rồi như vậy mình nghe cái cơ chế đúng không, mình thấy cái cơ chế ức chế của thằng cocaine là mình biết là nó sẽ gây ra những độc tính gì rồi. Thứ nhất là cái kích thích thần kinh trung ương, nó tăng cái thằng gì, tăng cái thằng serotonin lên đúng không, serotonin. Tại sao mà những người bị trầm cảm người ta phải dùng cái thuốc để ức chế tác thu serotonin, đó là như vậy, nó kích thích thần kinh trung ương. Rồi độc tính tim mạch giảm dẫn truyền kéo dài khoảng QT. Những cái cocaine mà dùng đường khó hít á, đường hít á, hoặc là đường tim tĩnh mạch á, thì cái tác động của nó rất là nhanh, 1-2 phút. Nhưng đường uống thì tác động của nó từ 20-30 phút nó mới tác động. Thời gian bán hủy của cocaine là 60 phút, và đặc biệt nhé, nếu mà dùng cocaine chung với uống rượu thì nó sẽ kết hợp, nó tạo ra cocaethylene. Cái chất này là một chất độc và nó sẽ làm cho cái quá trình thải trừ ra khỏi cơ thể rất là chậm, nó làm kéo dài cái hiệu quả của cả ethanol lẫn cocaine, nó rất dễ dẫn tới nguy cơ bị tử vong á. Nước ngoài các chị thường hay nghe có mấy cái người mà họ một số diễn viên ca sĩ của bên Tây, bên Mỹ á, có một số trường hợp rượu mà còn chơi thế này là nguy cơ tử vong rất là cao, nên báo hoài. Rồi liều tối đa dạng hít ghi độc là liều 100-200 mg. Rồi mất chưa, dạng hít là 100-200 mg, còn dạng tiêm dưới dung dịch 10% thì là 1-2 ml. Liều tiêm nhanh và hít nhanh có thể đi co giật. Liều uống hay dạng bột hít gây hưng phấn với cái liều là 1 gram. Rồi những cái biểu hiện mà thường thấy khi mình mà có hiện tượng ngộ độc cocaine đó là gì? Đầu tiên là hưng phấn, sau đó chuyển qua lo âu, dần dần tới kích động, rồi qua mê sảng, rồi bắt đầu loạn thần, rung cứng cơ, co giật, và nó thể gây ngừng thở. Ngừng thở tại vì nó kích thích các cái cơ hô hấp, cơ hoành, kích thích quá dữ dội thì nó sẽ làm liệt các cái cơ đó luôn, chứ không phải là chỉ ức chế là nó mới liệt nha. Nó kích thích quá mức làm cho cái cơ nó co quá mức thì nó cũng bị liệt luôn. Rồi hôn mê do tăng thân nhiệt, tăng huyết áp thì xuất huyết nội sọ, thường là đây là những cái chất mà nó gây nguy cơ đột quỵ do thuốc nhiều nhất. Tại vì nãy tôi nói các chị, cái norepinephrine, noradrenaline là chất gây co mạch đúng không, như tăng nhịp tim, như co mạch, như tăng huyết áp, thì khi mà nó bị tồn dư quá nhiều những chất đó thì nó sẽ gây ra hiện tượng co mạch máu não, ra cái hiện tượng là gây tăng huyết áp nội sọ, gây đột quỵ, gây huyết khối. Còn nếu mà sử dụng cocaine mãn tính thì gây mất ngủ, gây giảm cân, hoang tưởng, đó là những cái triệu chứng thì do cái tác động trên cái thành serotonin đó. Rồi, một số người khi mà họ ngừng, họ cai cocaine, họ sẽ gặp phải hội chứng washout. Tức là nó cũng sẽ làm người đó cảm thấy khó chịu, bức vật vả ha. Rồi, đó là tác động trên tim mạch. Nó sẽ là tác động trên thần kinh. Còn tác động tim mạch là những cái tác động này. Nó sẽ gây ra những cái biểu hiện như thế này. Nãy giờ tôi cũng đã giải thích cho các anh chị rồi ha. Đó. Còn đặc biệt là những người mà hít nhiều quá, nó gây thủng xoang mũi. Và nếu tiếp xúc trên da thì gây hoại tử da. Nếu mà tiếp xúc nhiều có lượng lớn, nó sẽ gây hoại tử da. Lưu ý là cocaine này nó gây ra những cái trường hợp biến cố trên tim mạch. Nó sẽ tương tự những cái bệnh lý tim mạch hoặc là bệnh lý ở lồng ngực. Nên mình sẽ phân biệt. Ví dụ như là các cái bệnh lý về co thắt cơ trơn khí quản nè, hay là bệnh tràn ngược dày thực quản, hay là bệnh chứng thương cơ, hay là nhồi máu cơ tim không có do thuốc, thiếu máu cục cơ tim cục bộ, hay là viêm phổi vân vân, nó đều sẽ gây ra những triệu chứng tương tự. Cho nên khi mà
có nguy cơ ngộ độc cocaine thì phải loại bỏ hết cả những cái bệnh lý này trước cái đã. Vậy thì mình xử trí ngộ độc cocaine bằng cách nào? Thứ nhất là duy trì chức năng hô hấp, đương nhiên rồi. Điều trị các tình trạng hôn mê, co giật, tăng thân nhiệt, loạn tim, hạ áp. Rồi, trong trường hợp bệnh nhân có biểu hiện tăng huyết áp và tăng nhịp tim do cocaine thì cái thuốc được sử dụng đó chính là benzodiazepine. Benzodiazepine. Ngoài ra những trường hợp mà bị huyết khối á, tại vì cái việc mà cầm co các mạch máu quá mức nó sẽ dẫn tới là dễ tạo ra huyết khối trong lòng mạch, thì ta có thể sử dụng aspirin để điều trị huyết khối. Những trường hợp mà bị tăng huyết áp quá mức thì có thể dùng các thuốc giãn cơ, nhóm nitrat hoặc là dạng kinh canxi để giảm tình trạng đau thắt ngực cho co thắt ngực vành ở tim. Benzodiazepine cũng được sử dụng luôn ha, điều trị các cơn đau thắt, cơn đau do co thắt ngực vành ở tim. Còn beta blocker á, mặc dù mình thấy là gì, beta blocker thường là nó chặn catecholamine đúng không, nó tác động chặn catecholamine, nhưng mà người ta lại thấy là cái beta blocker thì không được khuyến khích trong xử trí ngộ độc cocaine, không được khuyến khích trong xử trí ngộ độc cocaine, mà người nếu mà có sử dụng á, thì người ta sẽ sử dụng esmolol và metoprolol nếu có hiện tượng nhanh nhịp tim thôi. Và nếu nhanh nhịp tim này không kiểm soát bằng benzodiazepine thì mới được sử dụng hai thuốc này thôi. Rồi thuốc ly giải huyết khối thì tôi nói rồi ha. Phòng ngừa có thắt động mạch vành nên được sử dụng bằng những biện pháp điều trị phòng ngừa, ví dụ như dùng các thuốc như là thuốc isosorbic mononitrate hoặc là dinitrate để dự phòng cho bệnh nhân, đặc biệt là sau 2 đến 4 tuần sau khi xuất viện thì thời điểm này người ta thấy là bệnh nhân sẽ rất dễ có nguy cơ bị nhồi máu sau khi xuất viện do ngộ độc cocaine. Nên giai đoạn này mình cũng nên phòng ngừa. Natri bicarbonate, nếu bệnh nhân có kéo dài khoảng QT thì mình tiêm natri bicarbonate vô. Lidocaine thỉnh thoảng cũng được sử dụng nhưng mà nó ít. Khử nhiễm hoặc là sử dụng than hoạt là những biện pháp có thể sử dụng được trong một số trường hợp cocaine dùng đường uống. Rồi thôi như vậy thôi. Hoặc chất tiếp theo là efferin. Efferin các bạn học rồi, ở bên dược liệu nó chứa nhiều ở trong cây ma hoàng, các bộ phận của cây ma hoàng, đặc biệt là thân và rễ của cây ma hoàng thường có nhiều efferin nhất. Thì Efferia sinica, Efferia sinica họ ma hoàng, đây là cái chi cây ma hoàng nha. Thì efferin này các anh chị, cái cơ chế của nó cũng tựa như cái thằng cocaine nhưng mà nó cao cấp hơn tí. Efferin á, nó ngoài cái việc là nó có thể tác động trong quá trình hấp thu, thì efferin người ta thấy là nó còn có khả năng kích thích sự bài tiết của norepinephrine đi ra bên ngoài cái synapse. Nó còn hay kích thích sự bài tiết của norepinephrine hay là noradrenaline ra bên ngoài, và nó tăng cái khả năng bám dính, nó tăng cái tác động lên trên cái thụ thể beta adrenergic và alpha adrenergic. Nó có hai cơ chế ha. Efferin là nó tăng sự bài tiết của noradrenaline và nó chủ vận các thụ thể norepinephrine và noradrenaline. Thì dẫn chất cao cấp hơn của efferin đó chính là amphetamine. Thì cái cơ chế của amphetamine là gì, nãy tôi nói rồi ha, nó ức chế cái quá trình hấp thu, ức chế quá trình hấp thu của các chất trung gian hóa học, của các cái chất trung gian dẫn truyền thần kinh như serotonin, noradrenaline hay là dopamine. Nó kích thích sự bài tiết, ức chế sự hấp thu nhưng kích thích sự bài tiết. Nó ức chế sự phân hủy. Và đã tôi nói cái nguồn gốc của norepinephrine hay serotonin hay dopamine đó, nó đều từ cái thằng monoamine, tức là MA. Monoamine. Thì monoamine thì các chị biết ở trong thần kinh nó sẽ có một cái men là monoamine oxidase để phân hủy đúng không?
thì nó sẽ ức chế luôn cả cái hoạt động của men monoamin oxida, từ đó nó làm tăng cái biểu hiện. À. Rồi, thì đương nhiên là nó tăng cái thằng dopamine cho nó sẽ gây nghiện rồi, đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà cái thật sự mà gây lo ngại nó chính là nó tăng cái thằng serotonin và thằng norepinephrine. Những cái này nó mới gây ra những cái tác động trên tim mạch, à, tác động trên thần kinh. Chứ còn cái thằng gây nghiện này mà không nói là dopamine thì không nói. Thì cái aspirin này, cocaine và amphetamine thì nó ngược hoàn toàn với opioid. Tức là cái gì nó cũng tăng. Tăng nhịp tim. Tăng nhịp tim. Tăng nhịp thở. À, tăng thân nhiệt. Giãn đồng tử. Tăng nhu động ruột. Tăng tiết mồ hôi. Nó làm cho người ta kích thích. Nó hào hứng, hưng phấn. Cho nên nó mới dùng trong thuốc lắc nhiều. Thuốc opioid nó gây nghiện thì nó chỉ phê thôi. Một mười người phê thôi. Nhưng mà khi vô vũ trường thì phải nhiều đứa cùng phê. Cho nên nó lắc. Cho nên nó sẽ làm cái thuốc này nó làm cho kích thích lên. Để nó giật thương nhẹ các anh chị. Rồi. Cái liều ha. Liều thường sử dụng. Trước đây aspirin nó được sử dụng trong các cái thuốc chống xung huyết. Cái loại mà chống xung huyết mà dùng từ rồi. Chống nghẹt mũi, cái loại anh chị dùng từ chống nghẹt mũi đúng không? Thì Cogestan là thuốc chống nghẹt mũi á. Trong các cái chế phẩm như là chế phẩm của Thái Lan á. Mà của Thái Lan cái thuốc màu xanh tiết phi thì phải, tôi nhớ như là tiết phi hồi xưa nó có sử dụng. Nó không phải sử dụng efferin mà nó sử dụng pseudoephrin nha các anh chị. Mà pseudoephrin thì nó cũng có thể dùng, nó điều chế thành efferin và từ efferin nó điều chế thành amphetamine. À, cho nên trước đây á, thì người ta cho sử dụng, nhưng mà sau đó một thời gian người ta sợ là người ta lấy, nó lấy những cái hoạt chất này nó tổng hợp thuốc lắc. Thì bên y tế người ta đã bãi bỏ cái việc sử dụng efferin, pseudoephrin và trong cái chất chế phẩm OTC rồi. À, thì cái liều thường sử dụng của efferin đó là liều 100-200 mg. Và liều độc của efferin là gấp 2-3 lần liều sử dụng. À, biểu hiện thường thấy đó là tăng huyết áp. Tăng huyết áp do tăng noradrenaline, xuất huyết nội sọ cũng là do tăng huyết áp. À, chậm nhịp tim, block IV và nhồi máu cơ tim. À, y chang như hẳn cocaine không khác. Rồi thôi, cái này các anh chị đọc chơi thôi. Cái này là nó nói về cái việc mà đột quỵ, một cái ghi nhận những cái ca đột quỵ liên quan tới aspirin ở Hoa Kỳ. Thì cái này các cái aspirin là cocaine, amphetamine là những cái thuốc mà dễ gây đột quỵ ở người trẻ. Những người trẻ nó dưới 50 tuổi đó, từ 20 đến 50 tuổi thì thường nó rất dễ bị đột quỵ nếu mà sử dụng cái này. Rồi ha, nó biết vậy thôi. À, một cái nữa. Efferin, amphetamine, các chị nhìn vô cấu trúc của nó, các chị cho tôi biết nó là acid hay bazơ, cocaine cũng vậy. Acid hay bazơ các anh chị. Nó là acid hay bazơ. Bazơ. Cho nên mình thấy là gì? Nó khi mà được thải trừ của nước tiểu á, thì nó sẽ làm kiềm hóa nước tiểu. Do đó những trường hợp nào mà kiềm hóa nước tiểu bị kiềm hóa mà còn thêm cái thằng này vô nữa thì nó sẽ gây sỏi thận nha, nó sẽ gây sỏi thận nha. Rồi thì đó là cái lưu ý thôi. Bao giờ mà rồi thôi được rồi ha, biết vậy thôi. Đây là một số cái y văn thôi. Thì xử trí ngộ độc efferin như thế nào? Đầu tiên là dựa vào triệu chứng trước, dựa các cái xét nghiệm cận lâm sàng. Ta sẽ xử lý đầu tiên là duy trì chức năng thông khí. Nếu bệnh nhân bị tăng huyết áp, thì sử dụng các cái thuốc hạ áp như là phenytoin, nitroglycerin. Còn beta blocker thì người ta sẽ không có sử dụng. Tại vì sao? Đã tôi nói rồi, những cái thuốc này nó có làm giảm nhịp tim. Nên bây giờ mình xài beta blocker thì không có biết rằng là nó có hiệu quả hay không, hay là nó sẽ làm nặng lên tình trạng chậm nhịp tim mình nha. Cho nên người ta sẽ không sử dụng, hoặc là người ta rất hạn chế sử dụng beta blocker. Trừ những trường hợp mà loạn nhịp tim nhanh, có triệu chứng rõ ràng được rồi, thì người ta mới sử dụng
esmolol và metoprolol để điều trị. À. Còn những trường hợp mà chậm nhịp tim, block nhịp thất thì không được sử dụng beta blocker. Rồi, than hoạt axit hóa nước tiểu là những biện pháp còn tranh cãi, à, còn tranh cãi trong việc xử trí ngộ độc heparin. Rồi, bây giờ mình nói tí xíu về cái cơ chế gây nghiện của những cái thuốc như morphine, cocaine, amphetamine nha các anh chị. Thì nói chung nghiện hay không nghiện nó từ cái thằng nào các chị, từ cái thằng thằng dopamine mà ra. À, các anh chị tại sao các anh chị thích ăn đồ ngọt? Tại vì khi các anh chị ăn đồ ngọt á, cái dopamine nó tiết ra, nó làm cho các anh chị cảm thấy thèm ngọt, đúng không? Các anh chị thích xem nghe một cái bài hát nào đó thì cũng là dopamine nó tiết ra. Các anh chị thích, nói chung cái gì các anh chị làm, các anh chị thích á, thích làm gì thích là nó dopamine hết. Thì nghiện cũng vậy, nghiện thực ra nó là một cái hình thức cường hóa của cái dopamine, nó làm cường hóa của dopamine. Nó có thể là ức chế quá trình ức chế tự nhiên của cơ thể đối với dopamine, tức là nó ức chế quá trình hấp thu nè, hay ức chế quá trình phân giải dopamine, nó làm cho dopamine tồn tại lâu hơn. À, ví dụ như trong trường hợp opioid chẳng hạn, đấy, ức chế cái quá trình hấp thu hoặc là phân giải dopamine. Hoặc là trong trường hợp của nicotine và thuốc lá đó các anh chị, là nó sẽ tăng kích thích bài tiết dopamine ra, trong trường hợp rượu, những người nghiện rượu thì nó vừa ức chế sự phân hủy dopamine mà nó vừa tăng tiết dopamine. À, rồi một số trường hợp bị nghiện thuốc an thần benzodiazepine thì nó là do nó ức chế sự phân hủy dopamine. Rồi những cái thuốc mình mới nói như cocaine, amphetamine là nó ức chế sự hấp thu dopamine, đó là như vậy nha các anh chị. Thì người ta thấy người ta phân ra ba kiểu, loại một, loại hai, loại ba, là tùy theo ba cái kiểu ức chế khác nhau, mà nó phân làm ba loại, đúng không các anh chị? Thì cái loại một á, loại một chính là cái loại mà nó tác động trên nhóm G protein, đây nè, tác động trên cái G protein, cụ thể liên kết với G protein, là loại một là opioid nè. Loại hai là những cái thuốc như benzodiazepine, nicotine, ethanol á, hoặc là các cái tác động trên các cái kênh ion, còn loại ba là nó sẽ tác động lên trên các cái transporter vận chuyển, thì nó tác động vô ba cái vị trí khác nhau trên cái neuron, cho nên nó có thể gây ra tình trạng nghiện cho mình nha. Rồi thôi cái này thôi bỏ qua đi nha, cái này phức tạp lắm, tôi lúc đầu tôi tính đưa vô tôi nói, mà sau khi tôi dạy một hai lớp tôi thấy nó không có hiệu quả lắm, nó cũng rất là khó hiểu nên thôi tôi chỉ bỏ qua cái này. Rồi đi vào cái hoạt chất tiếp theo, đó là atropine. Thì atropine này nó không gây nghiện, các anh chị, nó không gây nghiện, nhưng mà nó sẽ gây ra những vấn đề khác. Atropine là thuộc cái họ tropan, cái khung tropan, chiết xuất từ những cái cây, là cây cà độc dược của mình là datura-mentel, hoặc là cà độc dược lùng, hoặc là cà độc dược tây, đó là datura-stramonium. Từ họ cà. Thì ngoài atropine ra thì người ta còn có thể chiết xuất scopolamine nữa trong điều trị xe tàu xe. Rồi thì cái cơ chế của atropine hoặc là scopolamine đó là gì? Đó là nó sẽ ức chế thụ thể muscarinic của chất dẫn truyền thần kinh là acetylcholine. Cho nên các chị sẽ thấy là nó sẽ tác động trên cái hệ phó giao cảm rất là nhiều, tác động trên cái hệ phó giao cảm rất nhiều luôn. Cái gì dính tới phó giao cảm là làm dính tới nó, acetylcholine ha. Rồi đây mình thấy nha, nó ức chế cái đây nè,
ức chế thụ thể, nó ngăn không cho acetylcholine gắn vô được. Rồi đây nha các anh chị, đây thì á các anh chị sẽ thấy là nó sẽ tác động vào hệ phó giao cảm, nó tác động vào hệ phó giao cảm rất là nhiều. Và hệ phó giao cảm thì là chi phối những cơ quan nè, tim nè, cơ trơn nè và các tuyến, tim, cơ trơn và các cái tuyến. Như vậy nó sẽ chi phối cái gì các anh chị? Thứ nhất là hoạt động của tim, thứ hai là cái gì, các cái cơ trơn hô hấp, các cái cơ trơn bàng quang, cơ trơn tiêu hóa. Mà các cái tuyến thì nó sẽ chi phối cái gì? Chi phối luôn cả cái hoạt động của nước mắt, nước bọt, các cái dịch hô hấp, các cái dịch, các cái dịch tiêu hóa, hay các cái tuyến tiêu hóa, các cái tuyến mồ hôi. Đó, đó là những cái mà nó sẽ chi phối. Thì bình thường đây là những cái cụ thể muscarinic ở các mô cơ quan khác nhau và các tác động sinh lý bình thường của nó. Thì anh chị xem lướt qua nha. Ở mắt á, cơ thể mi thì nó gây co, co các cái cơ, làm co đồng tử, làm co đồng tử. Xin lỗi chứ, lộn, làm giãn đồng tử chứ. À không không, cái gì rồi nha, cái này co đồng tử cái gì, co đồng tử, nó sẽ làm co đồng tử. À, cái thứ hai là tim, tim á thì nó sẽ làm giảm dẫn truyền, giảm dẫn truyền. Khi nó làm giảm dẫn truyền á thì nó sẽ làm chậm nhịp tim, nó làm chậm nhịp tim, nó làm chậm nhịp tim. Rồi ở phổi nó sẽ làm tăng dịch nhầy, tăng tiết dịch phổi, làm co thắt cơ trơn của phổi, co thắt cơ trơn của khí phế quản, co thắt cơ trơn khí phế quản. Nè, đó là ở phổi. Đang nói chức năng sinh lý bình thường nha, chưa có nói về tác động của atropine ha. Đang bình thường là những cái acetylcholine nó gắn lên cho những cái thụ thể muscarinic này nè. Thì ở mắt á thì nó sẽ làm co đồng tử, ở tim á thì nó sẽ làm chậm nhịp tim, giảm dẫn truyền, giảm dẫn truyền cơ tim. Ở phổi thì nó gây tăng tiết dịch hô hấp và nó gây co thắt cơ trơn khí phế quản. Ở đường tiêu hóa thì nó sẽ làm tăng nhu động ruột, tăng tiết các cái dịch tiêu hóa và nó sẽ gây tiêu chảy, tại vì nó làm tăng nhu động ruột. Ở bàng quang thì nó sẽ làm cho giãn, làm giãn các cơ của bàng quang, làm giãn các cơ bàng quang, cho nên nó sẽ làm cho đi tiểu dễ dàng, làm giãn các cơ bàng quang, co thắt bàng quang, giãn các cơ thắt dụ đạo bàng quang, làm cho dễ đi tiểu. Ở các cái tuyến, ví dụ như tuyến mồ hôi, tuyến lệ, thì nó sẽ làm tăng tiết mồ hôi, tăng tiết lệ. Ở mạch máu thì nó làm giãn mạch, giãn mạch. Thì đó là bình thường, đó là chức năng sinh lý bình thường khi acetylcholine gắn vào trong cụ thể muscarinic này. Nhưng khi atropine tác động lên thì nó sẽ ức chế hoạt động của acetylcholine. Như vậy thì toàn bộ những hoạt động này nó sẽ trở nên thế nào các chị? Nó đảo ngược lại hết. Ví dụ như lên mắt thì nó sẽ làm gì? Hồi nãy là bình thường sinh lý làm co thì bây giờ nó làm giãn đồng tử, đúng không? Giãn đồng tử. Ở tim thì nó làm gì đây? Nó có thể gây làm tăng nhịp tim. Tăng nhịp tim. Rồi ở phổi thì nó gây giảm co thắt cơ trơn khí phế quản và nó làm giảm tiết dịch nhầy ở phổi. Ở đường tiêu hóa thì nó làm cho giảm nhu động, giảm nhu động ruột, giảm tiết các dịch đường tiêu hóa và giảm tiêu chảy, hay là nó gây ra táo bón. Ở bàng quang thì nó sẽ làm bí tiểu, nó gây ra bí tiểu, vì nó làm siết các cái cơ, siết các cái cơ thắt bàng quang và nó làm cho cái bàng quang không có tống xuất nước tiểu, không có co, không tống xuất nước tiểu được. Ở các cái tuyến thì nó làm giảm tiết các cái tuyến, nó làm cho mồ hôi người đó giảm xuống, giảm tiết nước bọt, bị khô miệng, bị khô mắt, vân vân. Và cuối cùng ở trên mạch máu thì nó gây co mạch, nó sẽ đảo ngược lại hết tác động của acetylcholine. Đây các chị thấy nè ha.
Đây là những cái biểu hiện của thuốc kháng cholinergic, chính là atropine. Kháng cholinergic chính là cái thuốc đối kháng cụ thể muscarinic, là kháng acetylcholine nha các anh chị. Kháng cholinergic nó hiểu như vậy. Thì đây các anh chị thấy nó tăng nhịp tim nè, nhịp thở thì nó không có ghi nhận, nhưng mà thân nhiệt nó sẽ tăng, kích thước đồng tử nó sẽ giãn ra, nhu động ruột nó sẽ giảm xuống và giảm tiết mồ hôi nha các anh chị. Những triệu chứng khác của cái việc sử dụng các kháng cholinergic thì nó có thể gây ra tăng nhịp tim, mất khả năng điều hòa hoặc cơ thể, mất khả năng định hướng, rồi nó gây ra khô da, khô các màng nhầy, khô các màng nhầy bởi vì nó giảm tiết dịch, giảm tiết mồ hôi, nó gây táo bón, nó gây đỏ bừng, gây đỏ bừng da, gây giảm nhu động ruột, gây liệt ruột, gây bí tiểu, gây sốt, gây co giật, mê sản, kích động, gây ra cái hội chứng tâm thần kinh, gây ra hội chứng ngoại tháp, gây ức chế hô hấp và gây suy tuần hoàn, gây suy tuần hoàn. Thời gian ngộ độc của atropine thường kéo dài với cái liều gây độc là trên 10 gram. Nếu mà dùng dạng dược liệu thô á, thì khoảng 30-50 hạt trà độc dược. Khoảng 30-50 hạt trà độc dược. Triệu chứng khởi đầu của việc ngộ độc atropine là bệnh nhân bị giãn đồng tử, da đỏ bừng. Và người ta sẽ phải kiểm tra chức năng điện giải, đường huyết, men CK, SpO2 và ECG của bệnh nhân. Xử trí đầu tiên là ta tăng không khí, người ta tăng thân nhiệt, bệnh nhân bị tăng thân nhiệt, hôn mê, tiêu cơ, co giật thì người ta sẽ cấp cứu. Cái thuốc mà dùng để giải độc atropine đó là physostigmine và neostigmine. Physostigmine và neostigmine nó có cơ chế gì các anh chị? Physostigmine và neostigmine nó giải độc được tình trạng ngộ độc atropine bằng cơ chế gì nhá không? Ngày xưa không biết thầy Hùng có dạy chưa? Thần kinh đó, bài thần kinh đó. Nhớ không các anh chị? Nhớ không? Alo? Đâu hết lỗi? Nè, mình quay lại cái slide này nè ha. Đây. Acetylcholine á, khi mà cái quá trình mà nó tiết ra ở khe synap á, thì một phần nó tác động đến các thụ thể muscarinic, một phần nó tác động đến thụ thể nicotinic. Đúng không? Nhưng cái phần dư thừa thì sao? Cái phần dư thừa thì sao? Nếu mà acetylcholine dư thừa thì sao? Thì một phần nó sẽ được tái hấp thu vào trong cái đầu tiền synap. Nhưng trước khi được tái hấp thu, nó sẽ được một cái men là acetylcholine esterase phân hủy nó. Acetylcholine esterase phân hủy nó. Thì khi nó phân hủy thì sao các anh chị? Thì nó tạo thành choline, và choline này sẽ được tái hấp thu để tạo thành acetylcholine mới. Như vậy thì những thuốc là physostigmine hay là neostigmine đó, nó dùng để giải độc, ngộ độc atropine bằng cách là nó sẽ ức chế cái men này, ức chế cái men acetylcholine esterase này. Tại sao khi nó ức chế cái men này thì chuyện gì xảy ra các anh chị? Chuyện gì xảy ra? Thì có phải là hấp thu lại được. Có phải là cái thằng acetylcholine nó sẽ tồn tại lâu hơn không? Ở khe synap không? Đúng không? Thì acetylcholine nó tồn tại lâu hơn ở khe synap, nó không bị phân hủy thì sao? Nó sẽ tới nó cạnh tranh cái thụ thể muscarinic với cái thằng atropine. Acetylcholine nó sẽ cạnh tranh thụ thể muscarinic với thằng atropine, nó đẩy thằng atropine ra để nó hoàn nguyên lại cái tác động ban đầu. Thì đó là cái cơ chế giải độc của ngộ độc atropine và scopolamine. Ta dùng cái thuốc ức chế acetylcholine esterase nha, physostigmine, dùng đường tim nha quý vị, dùng đường tim. Thì physostigmine là dùng để điều trị những cái ngộ độc toàn thân của atropine hoặc là scopolamine, ngộ độc toàn thân, hoặc là những cái thuốc mà gọi là kháng cholinergic khác thì nó sẽ dùng để điều trị ngộ độc toàn thân. Riêng đối với tình trạng tắc ruột thì người ta sẽ sử dụng neostigmine, bởi vì neostigmine nó không có tác động toàn thân mà nó chỉ tác động đến những cơ quan ngoại vi thôi.
thì nó điều trị tắc ruột, nó sẽ giảm được nguy cơ bị gọi là cường cholinergic quá khi mà sử dụng cái thuốc này. Nhớ nha, fioxetine và rostigmine tác dụng phụ của nó là gây gì các anh chị? Gây cường cholinergic. Còn atropine, scopolamine là gây kháng cholinergic. Nhớ nha. Rồi, khang hoạt có thể áp dụng được những người dùng thuốc đường uống có các triệu chứng trễ và không thể dùng biện pháp tăng thải trừ, tức là không có dùng biện pháp thẩm phân máu được. Rồi, ngoài ra, ngoài cái thằng fioxetine ra thì những người mà họ ngộ độc cái thằng kháng cholinergic á, những thuốc kháng cholinergic loại atropine á, thì người ta có thể sử dụng benzodiazepine để điều trị tình trạng bị tiêu cơ, tăng thân nhiệt. Tiêu cơ và tăng thân nhiệt. Tim tĩnh mạch nha. Rồi, lưu ý là gì? Trong quá trình sử dụng cái thằng fioxetine để điều trị cho bệnh nhân á, thì các anh chị phải thường xuyên theo dõi ECG của bệnh nhân. Bởi vì sao? Bởi vì fioxetine á, hồi nãy tôi nói các anh chị là gì? Cái tác động, tác dụng phụ của nó là gì các anh chị? Mới nói á. Tác dụng phụ của nó là... Đúng rồi, cường cholinergic, cho nên người ta sẽ sợ rằng này nó sẽ làm cho các acetylcholine nó hoạt động dữ dội quá, nó sẽ làm cho cái gì? Chậm nhịp tim quá mức, giảm dẫn truyền cơ tim quá mức, nó dẫn tới suy chức năng tim, suy giảm chức năng tim, làm ngừng nhịp, làm tim ngừng đập, nên người ta sẽ phải thường xuyên theo dõi ECG. Rồi, những trường hợp mà bệnh nhân cái trường hợp này không đúng, cái này nó nói với cái khác. Bỏ qua cái này đi, cái ý thứ ba các chị bỏ qua nha. Cái thứ ba này nó không liên quan lắm tới cái thằng atropine, bỏ qua đi. Chị nhớ cho tôi hai ý đầu thôi ha. Rồi tiếp theo, metinxanthin. Metinxanthin thì nó sẽ có cái gốc xanthin. Thì nó sẽ nằm ở trong các hoạt chất. Ví dụ như là coffee robusta, cái cà phê. Nó có thể là hoạt chất caffeine hoặc thậm chí là theophylline, giống nhau với các anh chị. Thì đầu tiên mình nói về caffeine trước ha. Caffeine á, rồi ha, cái caffeine đó các anh chị, thì các anh chị thấy là caffeine này các anh chị hay sử dụng hàng ngày, đúng không? Cái caffeine này các anh chị thấy cái chị hay sử dụng hàng ngày trong các cái chế phẩm nước uống. Cái thường nhất là cà phê, cái thường nhất là các anh chị uống cà phê là nó có caffeine rồi này. Rồi ngoài ra những chế phẩm nước uống khác, ví dụ như là Coca-Cola, nó cũng sẽ có caffeine. Rồi trà Lipton, trà xanh, trà đen gì đó là có caffeine. Rồi Starbucks latte, espresso, hay là các cái thuốc tăng lực như là Monster Energy đều có caffeine. Các cái thuốc mà thuộc hàng tăng lực thì cái lượng caffeine càng nhiều, cái lượng caffeine trong một cốc càng nhiều và nguy cơ gây ngộ độc càng cao. Những chế phẩm khác thì nguy cơ gây ngộ độc ít hơn, nhưng mà những thuốc mà những thức uống mà nó thuộc dạng là tăng lực thì nguy cơ ngộ độc rất là nhiều. Thì cơ chế gây độc của thằng caffeine đó là nó sẽ ức chế cái men phosphodiesterase, ức chế cái men phosphodiesterase, nó làm tăng AMPE vòng, nó tăng AMPE vòng, nó sẽ tăng những cái đáp ứng liên quan tới AMPE vòng. AMPE vòng thường tăng trong những trường hợp nào, nó sẽ gây ra những đáp ứng nào các anh chị? Trên mạch máu đúng không? Trên hô hấp, trên mạch máu. Đó, trên hô hấp, trên mạch máu, trên các cái tuyến. Rồi ngoài ra caffeine nó còn ức chế những cái thụ thể liên quan với G protein, thụ thể liên quan tới G protein, thụ thể, các thụ thể như là ryanodine, vân vân, liên quan đến những cái thụ thể, và từ đó nó cũng sẽ làm cho cái quá trình tổng hợp ATP, quá trình kích hoạt các thụ thể, quá trình canxi nội bào diễn ra trở nên rất là nhiều.
Và khi canxi đầu bào tăng lên, nó sẽ gây ra những cái đáp ứng sinh lý rất là dữ dội cơ thể. Thường nhất là nó sẽ gây biểu hiện trên tim mạch trước cái đã. À, biểu hiện trên tim mạch. Tiếp theo là gây ra biểu hiện trên thần kinh. À, biểu hiện thần kinh thì kích thích. À. Thì liều độc á, của caffeine là 10 gram caffeine được uống và 35 mg trên kg đối với trẻ em. 10 gram là cho người lớn nha các anh chị. Biểu hiện ngộ độc cấp của caffeine đó là run, chán ăn, buồn nôn, nôn ói, tăng nhịp tim và bị kích động. Tình trạng nặng hơn là gây ra mê sản, co giật, loạn nhịp thất, trên thất, hạ kali huyết và tăng đường huyết. Một số hiếm trường hợp sẽ có biểu hiện hạ huyết áp, tụt huyết áp. Những người mà họ dùng chung caffeine với các thuốc nhuận tràng thì cái nguy cơ bị hạ kali huyết á, nó sẽ cao hơn và gây ra bất thường trong tim mạch sẽ cao hơn. Những người sử dụng caffeine thì nguy cơ tiêu cơ và suy thận cũng rất là cao nếu mà sử dụng quá nhiều, quá liều. Co thắt động mạch vành. Còn nếu ngộ độc mạng thì sao? Dùng liều cao caffeine sẽ gây lo âu, mất ngủ, tăng cơ, tăng nhịp tim, tăng phản xạ. Thường người ta sẽ chẩn đoán ngộ độc caffeine, người ta dựa vào triệu chứng và người ta đo nồng độ caffeine. Thì thường thường cái nồng độ caffeine trong máu mình ở cái mức mà gây ngộ độc là thường là 80 mg trên lít. À. Rồi tăng thông khí, theo dõi ECG 6 giờ một lần là những biện pháp điều trị ban đầu. Sau đó người ta sẽ tiến hành điều trị các cơn co giật, tình trạng hở ép. Những trường hợp bị kích động quá mức do sử dụng caffeine, người ta có thể sử dụng lorazepam để điều trị. À, tức là dùng caffeine mà mất ngủ hay kích thích, hay là dạng như bị kích thích nặng, người ta sẽ dùng các cái benzodiazepine, thuốc mà thuốc gây mê hoặc an thần để người ta điều trị. Rồi, điều trị hạ kali huyết. Điều trị hạ kali huyết nếu có. Các cái thuốc khác có thể sử dụng trong điều trị ngộ độc caffeine đó chính là beta blocker. Thì ở đây thường người ta hay sử dụng là propranolol và esmolol. Propranolol và esmolol dạng tim tĩnh mạch trong trường hợp bệnh nhân có nhịp tim nhanh. Tránh tác động hạ kali huyết thì người ta sẽ sử dụng vasopressin và phenylephrine để được người ta điều trị cái tác động hạ kali huyết. Khoan hòa trong một số trường hợp dùng đường uống, các cái chế phẩm đường uống của caffeine có thể sử dụng được ha. Một số trường hợp người ta có thể lập lại liều khoan hòa trong những trường hợp mà bệnh nhân có thải trừ cái lượng caffeine vào trong mật, hoặc là một số trường hợp ngộ độc nặng người ta có thể lọc máu để người ta loại bỏ caffeine. Trường hợp thứ hai tương tự đó là theophylline, thì cơ chế gây ra tình trạng ngộ độc của theophylline cũng tương tự caffeine ha, mà thời gian bán thải của theophylline chỉ khoảng 4-6 giờ. À, trong những trường hợp bệnh nhân bị bệnh gan hay là bị suy tim xung huyết hoặc bị cúm thì thời gian bán thải này có thể tăng lên rất là nhiều, hay là gấp đôi. Hoặc bệnh nhân dùng kèm các thuốc ức chế cytochrome thì cái nguy cơ tăng thời gian bán thải cũng sẽ rất là cao, tức là nguy cơ lưu giữ theophylline trong máu rất là cao ha, có thể lên tới 20 giờ. Liều độc của hàng theophylline đó là khoảng 8-10 mg trên kg cân nặng, để cho được cái nồng độ trong máu là 15-20 mg trên lít, liều độc cấp. Một số trường hợp người ta có thể quy đổi ra liều trên cân nặng là trên 50 mg kg, để áp dụng cho liều với trẻ em. Những biểu hiện ngộ độc cấp của hàng theophylline, bệnh nhân sẽ có biểu hiện như là nôn, run, kích động, tăng nhịp tim, hạ kali huyết, tăng đường huyết, hạ phosphat máu và nhiễm toan chuyển hóa là những biểu hiện ngộ độc cấp. Nếu nồng độ theophylline trong máu từ 90 đến 100 mg trên lít thì nguy cơ bị hạ huyết áp, loạn nhịp thất, co giật sẽ rất là cao. Và co giật là kiểu động kinh nhưng mà nó không có đáp ứng các thuốc điều trị động kinh nha. Tình trạng co giật dễ xảy ra từ 12 đến 16 giờ và khi dùng thuốc, đặc biệt là những cái thuốc mà theophylline mà dạng rất là dài, nó dùng quá liều thì cái co giật có thể diễn ra chậm hơn so với bình thường. Ngộ độc mạng
khi mình lặp đi lặp lại liều theophylline trong vòng 24 giờ trên những bệnh lý có khả năng gây tăng nguy cơ ngộ độc, ví dụ như bệnh gan, bệnh thận, hoặc là trên nền tương tác thuốc, tức là dùng nhiều thuốc thì nguy cơ bị lưu giữ theophylline trong máu nó sẽ cao hơn và nguy cơ gây ngộ độc mạng cao hơn. Cái biểu hiện thường thấy nhất đối với các thằng theophylline này thường thấy nhất là loạn nhịp nhanh nha các anh chị. Bên cạnh những biểu hiện như là nôn ói, hạ áp thì loạn nhịp nhanh là cái một những cái mà người ta lưu ý nhất ở các thằng theophylline này. Co giật có thể xảy ra ở bắt đầu ở cái ngưỡng nồng độ trong máu là 40-80 mg/lít. Vậy thì người ta chẩn đoán như thế nào? Người ta dựa vào triệu chứng, đặc biệt là triệu chứng hạ kali huyết, rồi người ta dựa vào nồng độ theophylline trong máu. Xử trí thì người ta duy trì chức năng hô hấp, người ta điều trị co giật loạn nhịp. Riêng tình trạng hạ kali huyết có thể tự hồi phục mà không cần dùng thuốc. Chế độ điều trị thì cũng tương tự như thằng ngộ độc caffeine thôi, không khác gì hết. Có thể thẩm phân máu, có thể áp dụng than hoạt hoặc thẩm phân máu cho những trường hợp ngộ độc. Rồi, thì thường thường á, đây là một số lưu ý thêm cho mình ha. Những trường hợp mà ngộ độc cấp thì thường thường người ta sẽ định lượng nồng độ thuốc trong máu khoảng 2-4 giờ, cứ mỗi 2-4 giờ thôi định lượng một lần. Rồi thứ hai là người ta sẽ sử dụng cái than hoạt, một số trường hợp sử dụng than hoạt AC là anti resorption Charcot đó nha các anh chị, sử dụng than hoạt và cho thuốc ghi nôn nếu cần thiết, tức là trong những trường hợp mà bệnh nhân dùng đường uống á, thì người ta có thể ghi nôn và dùng than hoạt được. Những trường hợp bị kích động co giật thì có thể sử dụng benzodiazepine hoặc barbiturate để điều trị co giật do ngộ độc caffeine hoặc là theophylline nói chung. Nhớ là không sử dụng phenytoin nha, không sử dụng acid valproic nha, không dùng những thuốc điều trị động kinh thông thường nha, mà phải sử dụng benzodiazepine và barbiturate. Esmolon, propranolol điều trị những cái trường hợp mà loạn nhịp nhanh, loạn nhịp thất, nhịp nhanh trên thất. Rồi. Lưu ý là những người mà họ bị co thắt cơ chân khí phế quản á, tại vì thường thường theophylline là nó dùng ở trên cái đối tượng là người bị hen. Cho nên một số trường hợp bệnh nhân bị co thắt cơ chân khí phế quản á, thì nên lưu ý không nên sử dụng beta blocker nha các anh chị. Rồi thôi, thẩm phân máu gì đó anh nói rồi, không nói nữa. Lưu ý thêm thôi. Rồi strychnine, muốn nghỉ giải lao không? Nghỉ giải lao không các anh chị? Một chút đi thôi. Nghỉ nha, nghỉ một xíu nha. Dạ. Còn tiếp theo mình sẽ nói về strychnine. Đây là cấu trúc hóa học của strychnine nha các anh chị, công thức hóa học của strychnine. Thì nó được chiết xuất từ cây mã tiền, đặc biệt là hạt của cây mã tiền. Strychnine có thể tìm thấy được trong rất là nhiều các thành phần của cây mã tiền, mà trong hạt là nhiều nhất. Cái tên khoa học của nó là strychnine, nux vomica loganiaceae, đúng không? Cái cây mã tiền ở Việt Nam. Cơ chế gây độc của strychnine thì nó sẽ cạnh tranh cụ thể với một cái chất đó là lysine, với một cái acid amin đó là lysine ở trên bề mặt của kênh clo trừ, ở trên bề mặt của kênh clo trừ của thần kinh tủy sống, của thần kinh tủy sống anh chị. Rồi thì bây giờ mình thấy cái cơ chế của nó là gì. Bình thường á, lysine á, khi nó gắn lên trên thụ thể của nó ở trên kênh clo trừ ở màng tế bào của thần kinh tủy sống thì nó sẽ làm cho cái kênh clo trừ này mở ra, clo từ bên ngoài đi vào bên trong, nó sẽ làm cho thúc đẩy quá trình ức chế, đúng không, ức chế thần kinh, ức chế vận chuyển, ức chế dẫn truyền thần kinh, và từ đó nó sẽ làm giãn các cái cơ. Thì ở các cái cơ thuộc cái vùng tủy sống chi phối là những cái cơ ở vùng lưng, cơ thắt lưng, cơ hô hấp, cơ hoành, vân vân, thì nó sẽ làm các cái cơ nó giãn ra nha các anh chị. Thì bình thường là như vậy, nhưng mà nếu mình sử dụng strychnine á,
quá liều thì strychnine nó sẽ cạnh tranh thủ thể với thành glycine, cạnh tranh thủ thể với glycine và nó làm cho cái kênh clo trừ không thể mở ra được. Và kênh clo trừ không mở ra được thì clo trừ không đi vô được, mà kênh clo trừ không và clo trừ không đi vô được thì nó sẽ không thể nào mà nó có thể tái phân cực lại cái màng, không thể nào mà tái phân cực lại, cho nên nó sẽ làm cho quá trình kích thích diễn ra kéo dài, kéo dài. Rồi cái liều khi độc thường thấy của strychnine là liều 50-100mg là liều thường thấy. Tuy nhiên cái liều độc này là không phải một liều chính xác hoàn toàn, mà nó không giống như những thuốc khác. Cái liều độc của strychnine nó có thể thay đổi với cái phạm vi, cái khoảng thay đổi rất là rộng. Cái phạm vi và khoảng thay đổi nó rất là rộng. Nó có thể 16mg nó cũng có thể gây độc rồi, không cần là 50. Tại sao ha? Tầm hồi mình sẽ giải thích lý do tại sao mà cái khoảng gây độc của thằng strychnine nó khá là rộng. Biểu hiện co cơ, cứng cơ, tiêu cơ, myoglobin niệu, suy thận cấp thì tất cả cái này nó đều là do sự tác động lên trên cái thần kinh bị sống, liên quan đến các cái cơ, đặc biệt là cơ vân ở trong cơ thể. Thì khi mà một bệnh nhân bị ngộ độc strychnine, biểu hiện ban đầu trong 15-30 phút sẽ xuất hiện cái triệu chứng ngộ độc đầu tiên. Và tình trạng ngộ độc có thể kéo dài từ 12-24 giờ đồng hồ. Ban đầu biểu hiện thường gặp nhất đó là cứng cơ và chuột rút. Sau đó các cái cơ bị co, có thể bởi kích thích bởi cảm xúc, âm thanh, ánh sáng, hoặc là các thay đổi nhỏ về mặt trạng thái, hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng, nó đều sẽ làm cho tình trạng co cơ diễn ra. Chính vì lý do đó mà cái liều độc của nó không có chính xác. Có thể là cái liều độc nó chưa đạt được cái ngưỡng 50mg, nhưng mà bệnh nhân hoảng sợ, bệnh nhân bị kích động bởi âm thanh xung quanh, bị ánh sáng tác động, thì nó sẽ làm cho người bệnh trở nên bị kích động và dễ bị co cơ, dẫn tới suy hô hấp. Vì cơ đây là có thể là cơ hoành, cơ hô hấp nó bị co quá mức thì nó không giãn ra được, thì nó không thể nào mà nó hỗ trợ quá trình hô hấp được, thì bệnh nhân sẽ bị suy hô hấp, thiếu oxy, suy hô hấp. Ngoài ra khi cơ nó co quá mức thì có phải là cái lượng năng lượng trong cơ thể nó sẽ sử dụng nhiều không? Có cơ mà, có cơ sẽ làm cho năng lượng trong cơ thể nó tăng tiêu hao. Khi năng lượng trong cơ thể nó bị tăng tiêu hao như vậy thì nó sẽ làm tăng thân nhiệt, nó làm tăng thân nhiệt. Tại vì các cái cơ nó muốn co thì nó phải có canxi nội bào phóng thích. Canxi nội bào phóng thích thì khi canxi nội bào phóng thích thì nó sẽ làm tăng thân nhiệt rất là nhiều. Và ngoài ra khi mà cái đường cơ mà nó co kéo dài ấy, thì làm sao? Cái ATP ấy, cái ti thể nó cung cấp ATP không còn kịp nữa. Nó không còn cung cấp kịp cái lượng ATP trong quá trình co cơ kéo dài, thì nó sẽ làm cho cái hệ thống hô hấp tế bào bị sụp đổ, và những cái chất tham gia vào trong quá trình hô hấp tế bào, ví dụ như gluco, thì nó không thể được tiêu hóa sử dụng bởi hô hấp tế bào chu trình Krebs nữa, mà lúc đó nó sẽ biến đổi trở thành axit lactic. Và axit lactic chính là tác nhân gây toan chuyển hóa. Và khi mà toan chuyển hóa diễn ra kéo dài thì nó sẽ dẫn tới phá hủy tế bào mô cơ. Nó dẫn tới phóng thích protein vào trong nước tiểu. Nó gây ra tình trạng myoglobin niệu và gây suy thận cấp. Đó là cái độc tính, cái cơ chế gây độc tính của thằng strychnine. Lưu ý là strychnine nó chỉ gây co cơ kiểu uốn ván, chứ không phải là co cơ, co giật kiểu động kinh. Các anh chị, nên mình không có sử dụng những cái thuốc điều trị động kinh để điều trị cái này được. Chẩn đoán thì người ta dựa vào triệu chứng và tiền sử dụng thuốc. Triệu chứng thì sử dụng thuốc chủ yếu là cái triệu chứng là bị co giật kiểu tetanus, tức là như là bị uốn ván ha, nhưng mà không có bị nhiễm trùng, không có triệu chứng nhiễm trùng do con Clostridium tetani gây ra, thì người ta có thể nghi ngờ là ngộ độc strychnine. Rồi định lượng strychnine trong máu, nước tiểu hoặc là dịch dạ dày. Nồng độ thuốc thường thấy trong huyết thanh là khoảng 1mg, nước đà đã có khả năng gây độc rồi.
thường nồng độ bình thường của người ta là 0.29 đến 0.61, mà nồng độ 1 gram 1 mg trên lít là đã ghi độc rồi. Và xét nghiệm, những xét nghiệm liên quan khác, ví dụ như là xét nghiệm bun, tức là ure trong nước tiểu, rồi xin lỗi, ure huyết nhé, tôi nói lộn ha, ure huyết, CK, men CK trong máu, SPO2 họ tìm máu trong nước tiểu để đánh giá cái nguy cơ bị tiêu cơ vân, bị tiêu cơ vân. Tại vì hồi nãy tôi nói khi mà ti thể nó bị tiêu thì ta các tế bào mô cơ nó cũng không còn hoạt động nữa, nó bị vỡ ra, nó phóng thích hemoglobin ra, để đánh giá cái nguy cơ bị tiêu cơ vân, cũng như đánh giá nguy cơ bị suy thận cấp do xuất hiện và hiện cái hiện tượng là myoglobin nhiều. Thì người ta xử trí như thế nào các anh chị? Người ta xử trí đầu tiên là ta phải trợ hô hấp cho bệnh nhân, thông khí, đặt ống ở khí quản ha, cho thở, cho sử dụng oxy liều cao, oxy cao áp. Rồi sau đó người ta sẽ điều trị tăng thân nhiệt, toàn chuyển hóa và tiêu cơ vân nếu có. Rồi hạn chế những nguồn kích thích. Những nguồn kích thích ở đây là những cái nguồn ví dụ như ánh sáng, âm thanh. Điều trị co cơ cho người bệnh thì sẽ sử dụng diazepam, lorazepam hoặc là midazolam. Những cái thuốc này là những thuốc cũng tác động lên trên kênh co trừ, đúng không? Các chị nhớ những benzodiazepine cơ chế của nó ha, nó cũng sẽ mở kênh co trừ. Đây là những thuốc gần như là thuốc tác động đối kháng lên trên kênh co trừ với tác động của strychnine. Morphine thỉnh thoảng vẫn được sử dụng trong những trường hợp, một số trường hợp đặc biệt. Procuronin, verucoronium, verucoronium là những thuốc giảm giãn cơ, nhóm cure các chị, được sử dụng để điều trị những tình trạng co cơ quá mức, và tránh sử dụng succinylcholine. Thì succinylcholine mặc dù nó cũng có khả năng giãn cơ, nhưng nó có khả năng gây tăng nguy cơ huyết kèm theo hoặc ống nội khí quản cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân sử dụng thuốc đường uống mà trong khoảng 30 đến 60 phút đầu thì có thể sử dụng than hoạt để hấp thụ. Bệnh nhân không nên gây nôn và không thẩm thân máu. Không gây nôn được bởi vì đơn giản là gì? Gây nôn thì nó gây kích ứng, kích thích thì nó sẽ dễ gây co giật, gây ức chế hô hấp nhiều hơn. Thường người ta không gây nôn. Tạp chất tiếp theo là quinine. Quinine và quinidine là hai cái hoạt chất người ta được chiết xuất trong các cái chi aboxiace, rubiace, loganiace, passiflora và đặc biệt là trong cái cây cankina. Cái cankina họ gì các anh chị? Họ rubiace, rubiace, cà phê đó. Rồi thì quinine và quinidine nó được sử dụng, xin lỗi, quinine nha, quinine được sử dụng trong điều trị stress. Còn quinidine được dùng như một thuốc điều trị loạn nhịp nha các anh chị, nó là thuốc điều trị loạn nhịp. Thì vì hai thuốc này cái cấu trúc và cái cơ chế, cái cấu trúc của nó giống giống nhau, nên nó có khả năng gây ra cơ chế tương tự nhau, đặc biệt là trên hệ thống tim mạch. Thì quinidine thì nó có khả năng cũng có khả năng gây loạn nhịp luôn. Nó khả năng gây loạn nhịp y như là cái thằng quinidine. Quinidine là dùng để điều trị loạn nhịp, nhưng mà nếu dùng quá liều nó cũng gây loạn nhịp, thì quinidine nó cũng có tương tự như quinidine, nó cũng có khả năng gây loạn nhịp luôn nha các anh chị. Thì để hiểu quá trình là điều hòa nhịp tim á, thì mình sẽ coi cái hình này ha. Cái hình này là cái điện thế động của cơ tim ở các cái sợi cơ tim đáp ứng nhanh. Thì bình thường các anh chị nó sẽ có bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên quá nên chuyển qua cái này đi dễ thấy. Giai đoạn đầu tiên nè, thì lúc này trên bề mặt của tế bào cơ tim cái kênh natri nó sẽ mở ra. Kênh natri mở ra thì natri nó sẽ đi ồ ạt từ bên ngoài và bên trong tế bào. Natri sẽ đi ồ ạt nhanh nha, kênh nhanh nó mở ồ ạt natri từ bên ngoài và bên trong tế bào. Thì các chị biết rồi, khi natri nó đi từ bên ngoài và bên trong tế bào thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? Nó làm điện thế màng như thế nào các anh chị? Nó làm điện thế màng xảy ra như thế nào? Dương hơn hết hả? Đúng rồi, điện thế màng nó sẽ bị khử cực,
tức là bên trong nó sẽ trở nên dương hơn so với bên ngoài, nó bị đảo cực á, bị khử cực. Thì khi nó khử cực như vậy, nó làm cho điện thế màng của màng tế bào cơ tim nó sẽ vọt lên, nó cao tăng lên, tăng đến một cái mức đỉnh nào đó. Khi nó tiến hành nó bão hòa, nó điện thế màng nó bão hòa rồi, lúc đó thì nó sẽ bước vào pha thứ hai. Pha thứ hai là pha mà kênh canxi mở ra để cho canxi đi từ bên ngoài vào bên trong. Và song song với kênh canxi mở ra thì kênh kali mở ra. Kênh kali mở ra thì nó sẽ mở để nó làm cho kali từ bên trong đi ngược sang bên ngoài. Đi ngược ra bên ngoài thì lúc này khi kali đi ngược bên ngoài thì quá trình tái phân cực trở lại, tức là nó sẽ làm cho điện thế màng nó giảm xuống, điện thế nó giảm xuống, nó giảm tới một mức nào đó thì lúc này canxi mở ra để duy trì cái điện thế màng trở lại. Thì đây là quá trình một cái giai đoạn để nó khử cái cực màng của cái sợi cơ tim, để nó tiến hành nó truyền nhịp tim. Thì nó xảy ra ở các cái nút xoang. Thì khi mà mình sử dụng quinine á, thì quinine và quinidine là những chất ức chế cái gì các anh chị? Ức chế cái thuộc cái nhóm 1A, thuộc cái nhóm 1A. 1A là gì? Là những chất nó sẽ ức chế cái kênh natri. Ức chế cái kênh natri ở giai đoạn này. Nó sẽ ức chế cái kênh natri ở giai đoạn này thì có nghĩa là sao? Natri nó không mở ra được. Kênh natri nó không mở ra được thì natri nó không đi từ bên ngoài bên trong được. Như vậy thì quá trình khử cực này nó sẽ diễn ra nhanh hơn hay là chậm hơn bình thường các anh chị? Nó sẽ diễn ra nhanh hơn hay chậm hơn bình thường? Nhanh hơn. Sao nhanh? Natri đâu có vô đâu mà nhanh. Nó chẹn kênh natri mà. Quinine và quinidine là nó sẽ làm chẹn kênh natri. Nó làm cho natri không đi từ bên ngoài bên trong được. Như vậy nó sẽ làm trong quá trình khử cực trở nên chậm hơn bình thường, nó sẽ kéo dài quá trình khử cực nha. Đây các chị thấy nè, nó sẽ làm kéo dài quá trình khử cực. Thay vì cái khử cực nó như vậy, nó giọt thẳng đứng lên ha, thì giờ nó lại lài, tức là nó chậm hơn bình thường. Chính vì nó làm chậm hơn bình thường cho nên các giai đoạn sau nó cũng sẽ chậm đi, nó cũng sẽ kéo chậm ra. Và từ đó nó làm cho kéo dài cái thời gian khử cực cơ tim. Và khi nó kéo dài quá trình khử cực cơ tim thì sao? Thì quá trình dẫn truyền nhịp tim nó cũng sẽ dài ra luôn. Nó làm cho một cái nhịp tim nó trở nên bị kéo giãn ra. Nó làm cho gì? Dẫn truyền cơ tim giảm xuống, chậm lại, làm chậm cái nhịp tim lại. Còn một cái nhóm nữa, cái này nói thêm thôi. Amiodarone thì nó chẹn cái gì các chị biết không? Đố các chị biết chẹn cái gì á? Nó chẹn cái kênh kali. Amiodarone thì nó chẹn kênh kali. Nó làm cho kali không có đi ra được. Nó làm kali nó đi ra bên ngoài chậm. Như vậy thì cái quá trình này nó sẽ kéo dài ra. Đây các chị thấy nè. Quá trình mà tái phân cực nó sẽ kéo dài ra hơn bình thường. Thay vì là cái đường màu đen này nó ngắn. Cái đoạn này thôi. Thời gian này, nhưng mà bây giờ nó kéo dài. Đó. Thì đó là cơ chế của quinin, các anh chị. Quinin là nó ức chế kênh natri ở giai đoạn khử cực, nó làm cho chậm quá trình khử cực, kéo dài ra. Ngoài cái độc tính trên thì quinin nó còn có một độc tính nữa là độc tính võng mạc, tức là nó làm cho bệnh nhân bị giảm khả năng nhận biết màu sắc, giảm khả năng thụ cảm ánh sáng, do nó làm co động mạch võng mạc trên tác động trên thụ thể thụ cảm ánh sáng và tế bào ganglion của thần kinh thị giác. Rồi một số trường hợp người ta thấy quinine nó có khả năng ức chế luôn kênh kali ở trên các cái hệ thống như tiền đình ốc tai, thì nó gây ra giảm thính lực, ù tai, choáng váng, hạ đường huyết. Rồi kích thích tiêu hóa, kích tiêu hóa gây nôn ói do kích thích trung khu gây nôn ở thần kinh trung ương và phản ứng dị ứng. Đây là những cái tác dụng phụ và nguy cơ độc tính thường thấy ở quinine, mà cái thường nhất là khi tác động trên tim. Liều độc thường là 3 đến 4 gram, nhưng cũng có những trường hợp 1 gram người ta thấy ngộ độc rồi.
ngộ độc nhẹ, buồn nôn, nôn ói, hội chứng tangina, ví dụ như ù tai, điếc, choáng váng, đau đầu, đó là thị giác, là ngộ độc nhẹ. Ngộ độc nặng thì bệnh nhân có thể bị lú, giận, co giật, hôn mê, siêu hấp. Và độc tính trên tim mạch thể hiện thông qua là hạ huyết áp, kéo dài khoảng huy tế. Kéo dài khoảng huy tế là do nó kéo dài quá trình xuất tật á, lóc nhĩ thất, loạn nhịp thất. Còn độc tính trên võng mạc thì thường thể hiện khoảng 9 tới 10 giờ sau khi uống thuốc. Biểu hiện là nhìn mờ, mù màu ha, giãn đồng tử. À, thì cái này người ta sẽ kiểm tra bằng cách soi đáy mắt. Hạ kali huyết, hạ đường huyết và bị tán huyết, ha, vỡ các hồng cầu cũng có thể là ghi nhận. Nhưng mà thường là cái độc tính tim mạch là cái rõ rệt nhất nha các anh chị. Người ta thấy nồng độ quinin trong máu nhớ từ 10mg trên lít trở lên thì nó sẽ giảm thị giác. Còn nồng độ trên 16 thì gây ra những nguy cơ trên tim mạch, gây lóc nhịp thất, thì chậm nhịp tim, ngừng tim. Xử trí ngộ độc quinin thì mình sẽ duy trì chức năng thông khí, điều trị hôn mê, co giật, hạ huyết áp, loạn nhịp tim. Dừng hết tất cả các thuốc điều trị loạn nhịp ngay thời điểm đó. Tại vì cái quinin nó đã gây loạn nhịp rồi, giờ dùng thêm những cái thuốc khác nó sẽ làm cho quá trình xử trí sẽ khó khăn hơn. Theo dõi dấu hiệu sinh tồn ECG trong vòng 6 giờ sau khi dùng thuốc. Điều trị biến cố tim mạch bằng natri bicarbonate. Tại mình nói đây ha, cái gì chạm trên natri thì cứ dùng natri bicarbonate để điều trị. À, nó cung cấp natri để nó đối kháng lại cái thuốc đó, nó tải trên natri đó. Điều trị hạ đường huyết bằng dextro hoặc pantreatic. Thang hoạt có thể được sử dụng nếu sử dụng ngộ độc quinin bằng đường uống. Cái việc axit hóa nước tiểu và thẩm phân máu là những biện pháp đang tranh cãi. Tiếp theo, colchicin. Colchicin được chiết thành hai chiết tách từ hai cái loại thực vật, đó là cây ngót ngoẻo và cây tỏi độc. Thì cái đây là hình ảnh của cây ngót ngoẻo là các anh chị. Lofriosa superba colchicinacea. Thì colchicin có thể được chiết xuất từ tất cả các thành phần của cái cây ngót ngoẻo luôn nha. Có thể là từ hoa, từ lá, từ vỏ cây, từ thân cây cũng có thể chiết xuất được nha các anh chị. Thì cái cơ chế bình thường của colchicin mình biết rồi, đó là nó sẽ ức chế sự tăng sinh các cái dòng tế bào bạch cầu, đúng không? Bằng cách là gì? Bằng cách là ức chế đáp ứng viêm và đồng thời ức chế sự hình thành các sợi thoi vô sắc, tubulin, và từ đó ức chế quá trình phân bào. Thì khi mà bị ngộ độc colchicin thì cái đáp ứng người ta thường thấy nó là đáp ứng gây ra bởi sự ức chế quá trình phân bào, đó ức chế là các cái sợi tubulin đó, của thoi vô sắc đó. Thì cái liều độc của colchicin thường thấy là 60mg. À, nhưng mà một số trường hợp trẻ em thì có thể liều độc nó thấp hơn, có thể là 0,5mg trên kg. À, đây là liều độc mà có thể gây ra biểu hiện đầu tiên là gây tiêu chảy. Tại sao gây tiêu chảy? Bởi vì cái mô cơ quan mà nhạy cảm nhất với colchicin là cái đường ruột. Khi mình uống colchicin với liều cao vô thì nó sẽ ức chế cái sự tăng sinh các cái biểu mô của đường ruột, nó làm cho bệnh nhân bị tiêu chảy. Đây là biểu hiện đầu tiên nhất khi mà bị ngộ độc colchicin. Sau đó khoảng một thời gian vài tuần thì người ta mới bắt đầu có biểu hiện ức chế tủy xương ở cái nồng độ, ở cái liều đó là 0,5-0,8mg. Tức là cái biểu hiện ức chế tủy xương nó gây ra thiếu máu bất sản đó, nó sẽ xảy ra chậm hơn rất nhiều so với cái biểu hiện độc tính trên tiêu hóa. Và nếu mà trên 0,8mg/kg thì cái này là gây tử vong. Triệu chứng thường xuất hiện chậm sau 2 tới 12 giờ, tức là có người thì 2 giờ biểu hiện rồi, có người tới 12 giờ biểu hiện, tùy theo cái cơ địa và cũng như cái lối sinh hoạt sử dụng thuốc người đó. Biểu hiện đầu tiên là trên tiêu hóa nha quý vị. Tiếp theo là bị sốc tim, tiếp theo là mê sản, hôn mê, tim tiêu cơ, viêm màng tim, myoglobin, ngộ độc mạng thì suy giảm chức năng gan, suy gan, suy thận. Là những cái yếu tố mà nó có khả năng gây ngộ độc mạng. Tử vong 8 đến 12 giờ, nếu mình sử dụng liều cao, bệnh nhân có thể tử vong do siêu hấp, loạn nhịp tim hay là bị ngừng tim. Những cái tác dụng phụ trễ hơn là ức chế tủy xương, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu hoặc là biến chứng trên cơ.
Rồi chẩn đoán thì thường thường ta dựa vào cái tiền sử dùng thuốc và những cái triệu chứng của bệnh nhân. Dựa vào triệu chứng là chủ yếu. Xét nghiệm cận lâm sàng, tìm troponin tim để coi nó có viêm cơ tim hay không. Điều trị nâng đỡ và bổ sung điện giải khi bệnh nhân bị mất cân bằng điện giải. Duy trì chức năng thông khí, tiêm truyền nước muối sinh lý hoặc là truyền máu cho bệnh nhân trong những trường hợp họ bị cái biến chứng trên tủy xương, họ không khả năng tạo được cái hồng cầu, hoặc là họ bị tụt tuần hoàn, suy tuần hoàn, tụt huyết áp gì đó thì ta tiêm truyền nước muối sinh lý. Những trường hợp bệnh nhân bị tiêu cơ thì người ta có thể sử dụng natri bicarbonate để người ta tiêm. Điều trị tình trạng ức chế tủy xương thì tiêm truyền tiểu cầu. Tiêm truyền tiểu cầu là để bổ sung tiểu cầu thôi nha. Thực ra cái tiểu cầu nó không có xử lý được cái tủy xương, mình phải ngưng thuốc một thời gian mới hồi phục lại cái chức năng tủy xương. Nhưng mà tiêm truyền tiểu cầu thì sẽ bổ sung cái tiểu cầu. Tại vì cái tiểu cầu mà nó giảm thì nó gây ra những nguy cơ cho xuất huyết rất là cao. Rồi trong một số trường hợp bạch cầu giảm nhiều thì có thể sử dụng các yếu tố kích thích tăng sinh tế bào bạch cầu hạt, GCSF. Sử dụng oxytocin đường uống thì có thể sử dụng những chất như là than hoạt hay là thyroquinone để giải độc. Thẩm phân máu là một biện pháp cũng đang tranh cãi. Trong một số trường hợp có thể sử dụng theo liều than hoạt lặp đi lặp lại để loại bỏ oxytocin khi mà nó có cái chu trình ngang ruột, nó có khả năng nó được bài tiết qua mật thì sẽ loại bỏ nó. Rồi hoạt chất tiếp theo là aconitin hay còn gọi là ô đầu. Thì hoa ô đầu rất đẹp nha các anh chị, rất là đẹp ha. Hoa ô đầu rất là đẹp. Đây ha, mình thấy ha. Và cái phần mà người ta lấy cái aconitin này chủ yếu không phải là từ hoa, không phải từ thân, mà là lấy từ cái phần rễ phụ bên dưới. Rễ phụ bên dưới, một rễ chính, một rễ con mọc ra thì mới gọi là phụ tử á ha. Rồi thì cái cơ chế của aconitin đó là nó sẽ tác động vào trong kênh natri. Và nó kích thích kênh natri. Nghe các chị, nó kích thích kênh natri. Nó làm cho các kênh natri mở ra. Natri có thể ở đâu? Ở trên tim, ở đâu? Ở trên thần kinh. Ha, trên hai cái đặc tính chính của các thằng aconitin này là trên tuần hoàn, trên tim mạch và trên thần kinh. Nha các anh chị, nó làm mở kênh natri, hồi nãy mình biết rồi đấy. Mở kênh natri thì chuyện gì xảy ra? Kích thích, đúng không? Kích thích, kích thích tim, kích thích thần kinh, hay co giật. Rồi, nó chủ vận trên kênh natri nha các anh chị. Rồi, thì khi mà nó kích thích kênh natri, nó kích thích tế bào thần kinh như vậy thì sẽ làm mất cân bằng canxi nội bào. Nó mất cân bằng canxi nội bào có nghĩa là kênh natri, canxi mà bị kích thích thì có thể làm tăng canxi nội bào. Tăng canxi nội bào thì sẽ dẫn tới những độc tính trên thần kinh tim và đặc biệt thần kinh mô cơ. Rồi nó có thể gây loạn nhịp, hoặc là gây chết tế bào. Gây chết tế bào thì là tác động chậm rồi nha các anh chị, tại vì nó tác động trên gen, mà trên gen thì thường rất là chậm. Còn thường thấy là trên kênh natri, các dẫn truyền thần kinh, hoặc là trên các axit béo, nó gây ra loạn nhịp. Liều độc là 2 mg. Đối với người lớn. Khởi phát tác động là 3 phút tới 2 giờ. Trong một số trường hợp trung bình là 10 tới 20 phút sau khi sử dụng thuốc và có khả năng bị ngộ độc nếu mà dùng liều cao. Biểu hiện tim mạch là bệnh nhân sẽ có nôn ói ớn làm chậm nhịp tim, bất nhịp thất, hạ huyết áp, bắn đỉnh. Về thần kinh thì nó ức chế hô hấp, ức chế thần kinh, có thể ngay co giật. Tử vong có thể xảy ra do loạn nhịp thất, thời gian hồi phục chậm, có thể 2 ngày nhưng mà thường là 7 đến 9 ngày. Bệnh nhân tăng thông khí cho nên sẽ gây ra hiện tượng nhiễm kìm chuyển hóa. Rồi thôi, cái này là những cái đáp ứng liên quan tới gen gây ra tình trạng co
co giật chủ động kinh. À, thôi cái này các anh chị không cần nhớ đâu, bỏ qua đi. Chẩn đoán dựa trên triệu chứng và xét nghiệm cận lâm sàng, lấy máu cũng như là tiền sử sử dụng thuốc, tiếp xúc với hoạt chất gây độc. Tăng thông khí cho bệnh nhân ha, điều trị hạ huyết áp, co giật hôn mê, loạn nhịp. Khi mà bệnh nhân bị loạn nhịp thất thì mình nên sử dụng amiodarone và flecainide. Trong trường hợp bệnh nhân có xoắn đỉnh, nhịp tim, muối magie cho bệnh nhân, tim tĩnh mạch. Than hoạt chỉ sử dụng trong những trường hợp bệnh nhân ngộ độc đường uống và trong thời gian 30 đến 60 phút. Thẩm phân hoặc là tẩy sổ không có nhiều dữ kiện ủng hộ hai biện pháp này để giải độc. Hoặc chất tiếp theo là digoxin. Digoxin được chiết xuất từ ở bên châu Âu á, thì nó chiết từ cây hoa mẫm sói Digitalis purpurea Plantaginaceae, họ hoa mẫm sói. À, ở Việt Nam thì chiết xuất nhiều từ cây trúc đào Nerum olander apocynaceae hay là cây thông thiên. À, cây thông thiên hoa vàng á. Rồi, thì cái cơ chế của digoxin các chị biết rồi, nó sẽ gắn lên trên cái bơm natri kali ATP và nó làm cho tăng cái canxi nội bào, tăng canxi nội bào, nó tăng co bóp cơ tim, nhưng mà nó làm giảm sự hấp thu kali vào trong tế bào, nó làm giảm sự hấp thu kali vào trong tế bào. Cho nên các chị đã thấy là gì, khi nó tác động trên trên canxi nội bào thì nó sẽ tác động tới cái gì các chị, tới nhịp tim, tới sự co bóp cơ tim, nó làm chậm nhịp tim, nó làm chậm nhịp tim. À, tại vì kênh canxi nó chính là cái kênh một trong những cái lượng mà nó chi phối quá trình dẫn truyền cơ tim. Các anh chị nhớ cái hình không? Rồi, và khi kali nó không đi vô được trong tế bào thì nó đi tăng kali huyết, Tác dụng phụ thường thấy của thằng này đầu tiên là trên tiêu hóa, là bệnh nhân sẽ có những biểu hiện như buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy. Trên thần kinh là chóng mặt, chóng váng, đau đầu, lú lẫn. Trên thị giác và trên tim mạch là hai cái biểu hiện mà điển hình nhất của thằng digoxin. Trên thị giác bệnh nhân sẽ có biểu hiện là nhìn đôi hoặc là nhìn thấy những vần sáng màu vàng. Thì đó là những cái biểu hiện triệu chứng thị giác điển hình nhất cho thằng ngộ độc digoxin. Còn trên tim mạch thì nó gây block nhịp thất, thì chậm nhịp tim, kéo dài khoảng QRT. Rồi thôi cái này không cần quan tâm, nãy giờ nói rồi. Điều trị ngộ độc digoxin thì điều trị bảo tồn ABC, tức là điều trị về đường thở, điều trị thông khí, điều trị tuần hoàn, điều trị hô hấp, những cái vấn đề đó. Điều trị tăng kali huyết, điều trị tăng kali huyết thì mình có rất là nhiều biện pháp điều trị tăng kali huyết. Có thể sử dụng cái gì các anh chị? Là sử dụng insulin, có thể sử dụng muối canxi, chloric để mình điều trị. Hoặc là các cái spa có thể được sử dụng để điều trị tăng kali huyết. Loạn nhịp thì mình dùng những thuốc điều trị loạn nhịp cho bệnh nhân. Antidote thường gặp trong digoxin đó chính là cái Digipine các anh chị. Digipine cái tên của nó. Cái tên Digipine không? Cái tên đây, Digipine ha. Là cái antidote của digoxin. Thì cái liều Digipine được sử dụng nó sẽ dựa vào cái lượng digoxin được sử dụng. Ha. Thì ở đây là cái bản quy đổi liều Digipine. Digipine cái tên gọi khác là digoxin FAB ha. Nó là một cái kháng thể nha các anh chị. Nó là một cái kháng thể kháng digoxin. À. Thì cái Digipine á, nó sẽ được tính dựa trên cái liều của digoxin. Ở đây cái cột thứ nhất là cái cột số lượng digoxin hàm lượng 0,125mg được sử dụng. Cột thứ hai là cái cột số lượng digoxin hàm lượng 0,25mg được sử dụng. Cột thứ ba là cái cột liều digoxin đã được hấp thu từ những cái lượng digoxin được sử dụng. Và cái cột thứ tư chính là cái cột số ống Digipine
được sử dụng. À, nhớ là DigiBa người ta không quy ra liều miligram nhé, hay mililit nha, mà quy ra thành số ống được sử dụng. Thì các chị sẽ thấy là cái nếu mà mình sử dụng 5 viên digoxin với hàm lượng 0,125 thì tương đương với mình sử dụng 2,5 viên digoxin hàm lượng 0,25 mg. Và những cái lượng digoxin này nó sẽ cung cấp một cái lượng digoxin hấp thu được hoàn chỉnh, đó là 0,5 mg digoxin. Và cứ 0,5 mg digoxin thì mình sẽ dùng một ống digibay để mình giải độc. Đó là cách người ta sử tính cái liều để giải độc nha các anh chị. Cứ tương tự như vậy, các anh chị cứ đúp lên thôi. Nếu trong trường hợp mà mình đo nồng độ máu, mình xác định được luôn cái nồng độ digoxin trong máu á, thì mình tính ra bằng cái công thức này, lấy nồng độ digoxin trong máu nhân cho trọng lượng cơ thể chia cho 100, chia cho 100 nha các anh chị, thì người ta sẽ có được cái số ống digibay được sử dụng để giải độc. Đương nhiên liều này chỉ áp dụng cho những người không bị béo phì. Những người bị béo phì không chơi liều này nha quý vị, và phải tính theo trọng lượng cơ thể điều chỉnh. Rồi, còn nếu mà mình không biết được luôn cái nồng độ thuốc digoxin trong máu, mình cũng không biết được luôn cái liều digoxin đã sử dụng thì sao? Thì người ta có quy định là nếu bệnh nhân bị ngộ độc cấp digoxin thì người ta quất 10 ống digibay. Ngộ độc mạng thì quất 5 ống digibay. Hoặc là bệnh nhân đang bị nguy kịch, không có thời gian để mà đo nồng độ digoxin trong máu, không có thời gian để mà hỏi á, thì cũng dùng y chang cách này luôn. Dùng tới khi nào? Dùng tới khi mà tình trạng triệu chứng cải thiện. Rồi tiếp theo, camphor. Camphor thì nó là tinh chất hoặc chất có trong tinh dầu lông não nha anh chị. Cây lông não các anh chị thấy ha. Thì nếu mà với một mức liều vừa phải thì nó gây kích thích thần kinh, nhưng mà mức liều cao thì camphor gây ức chế thần kinh, gây suy hô hấp. Nên thường á, thường á là trẻ em, các chị nhớ là trẻ em người ta không có sử dụng những cái phẩm chiết xuất từ lông não, cái dầu mà từ có cái camphor này ha. Rồi khi dùng đường uống thì nó co giật bắt đầu khoảng 20-30 phút. Liều độc là 1 gram nha các anh chị, liều độc là 1 gram. Hoặc là nếu mà quy ra tinh dầu á, là khoảng 5 ml tinh dầu camphor 20%. Rồi khởi phát động kinh sau 20-30 phút. Nếu bệnh nhân bị ngộ độc thì động kinh sẽ bị kích thích, cơn động kinh sẽ xuất hiện sau 20-30 phút. Độc tính cấp, nếu dùng đường uống có thể gây bỏng rát, niêm mạc tiêu hóa, buồn nôn, co giật, buồn ngủ, các bán ảo giác, hôn mê. Nếu dùng đường hít thì nó gây co thắt cơ chân, cái phế quản, gây suy hô hấp. Ngộ độc mạng thì viêm màng kinh, viêm gan, tử vong. Thì kích ứng da, nếu mình sử dụng một cái lượng quá lớn trên da, phù phổi và suy hô hấp cấp cũng có thể xảy ra. Xử trí thì mình dựa vào triệu chứng, mình dựa vào dấu hiệu phơi nhiễm, mình duy trì chức năng thông khí cho bệnh nhân, mình điều trị co giật, hôn mê. Thì camphor nó gây độc tính trên gan, cho nên mình có thể bảo vệ gan của bệnh nhân nếu bệnh nhân bị ngộ độc gan bằng N-acetylcysteine. Còn nếu bệnh nhân bị ức chế thần kinh trung ương, ức chế hô hấp, mình có thể sử dụng naloxone để điều trị. Dùng naloxone để điều trị. Còn than hoạt có thể sử dụng nếu mà camphor sử dụng được uống và trong khoảng 30-60 phút sau khi uống. Rồi, đó là xong cái phần hoạt chất từ dược liệu, từ các cái thực vật. Bây giờ phần tiếp theo, phần cuối cùng, mình sẽ đi sơ qua một tí các cái dược liệu thường gặp. Chỉ có 2 dược liệu thôi ha, tôi làm 2 dược liệu thôi. Đó là cao bạch quả và cái nhân sâm. Thì thật ra những cái dữ liệu về ngộ độc, những cái dược liệu này nó rất là ít, anh chị không có nhiều. Không có nhiều giống như là các cái hoạt chất. Nó không có nhiều những hoạt chất, bởi vì cái khả năng định lượng cũng như xác định nguyên nhân khi mà các biến cố từ dược liệu nó rất là khó khăn.
nó khó hơn nhiều so với cái xác định nguyên nhân từ hoạt chất, cho nên dữ liệu nó không có nhiều lắm. Thì đầu tiên là cao bạch quả ginkgo biloba. Thì độc tính chính mà có thể xảy ra khi mình sử dụng cao bạch quả là do các thành phần của cao chiết. Thì bình thường các thành phần của cao bạch quả gồm sẽ có là flavonoid và terpenlactone là hai thành phần chính. Thì trong các flavonoid và terpenlactone này là những cái thành phần mà nó rất tốt cho cái khả năng bảo vệ tuần hoàn não của cao bạch quả, ví dụ như flavonol, flavon, flavonoid glycosid, lycoflavon, hoặc là terpenoid, diterpen, vincolic, bilobalic. Đây là những chất mà nó bảo vệ rất là tốt. Thì người ta thấy là trong các thành phần này có một cái thành phần mà gây độc tính cho cái thần kinh, đó là 4-octometinpyridoxine. 4-octometinpyridoxine. Nhưng mà người ta thấy là gì? Cái thằng 4-octometinpyridoxine này để mà nó gây ra được tình trạng ngộ độc cho bệnh nhân á, biểu hiện thường thấy là gây mất nhận thức, coi giật tử vong á. Nếu mà nó gây ra được cái biểu hiện độc tính này á, thì phải ăn ít nhất là 50 hạt thô cao bạch quả, tức là cái lượng, cái hàm lượng ginkgo biloba phải tiêu thụ rất là lớn. Cho nên cái thường cái thằng 4-methylpyridoxine này, octomyridoxine này, nó cũng, người ta cũng lờ nó đi, ít có nguy cơ. Là cá thường hay đọc nhất là trên cái là cái hoạt chất này. Ngoài ra người ta thấy là gì? Bilobalic là một hoạt chất nó có khả năng gây giảm ngưỡng động kinh, cho nên nó có thể gây ra tình trạng co giật ở một số người có cái nguy cơ bị động kinh hoặc có tiền sử động kinh. Rồi, độc tính trên hệ tiêu hóa, phát ban, đau đầu, xuất huyết cũng có thể được ghi nhận khi mình sử dụng quá nhiều cao bạch quả. Thì đây là một số cái y văn người ta ghi nhận về tình trạng ngộ độc cao bạch quả, anh chị. Thì cái y văn đầu tiên thì nó nói về tình trạng xuất huyết nội sọ, xuất huyết não xảy ra ở người 72 tuổi, sử dụng ginkgo biloba 50mg 3 lần một ngày trong vòng 6 tháng. Hoặc là một cái ca thứ hai ở một người nữ 33 tuổi cũng bị xuất huyết khi mà sử dụng chung ginkgo biloba 60mg 2 lần một ngày liên tục trong vòng 2 năm và acetaminophen. Rồi dùng thêm luôn aglutamin, caffeine thì có cũng bị xuất huyết luôn. Nhưng mà tình trạng xuất huyết này nó biến mất khi mà ngừng các cái chế phẩm dùng thuốc, ngừng các chế phẩm cao bạch quả. Rồi một người 61 tuổi cũng bị xuất huyết dưới màng nhện khi sử dụng 40mg cao bạch quả 3-4 lần một ngày liên tục trong vòng trên 6 tháng. Và xuất huyết có xảy ra khi mình ngưng cái chế phẩm thì nó hết xuất huyết. Rồi một người phụ nữ 78 tuổi sử dụng cao bạch quả trong vòng 2 tháng thì người ta cũng bị xuất huyết luôn. Xuất huyết bên trái, xuất huyết ngoại biên bên trái. Thì cái xuất huyết này người ta thấy là tại vì người này có tiền sử sử dụng warfarin, nữa, cho nên cái này người ta không có kết luận rõ ràng lắm, nhưng mà người ta thấy là cũng có liên quan tới, dính dáng tới cái việc sử dụng cao bạch quả nha các anh chị. Rồi một người nam giới 70 tuổi bị chảy máu đồng tử, khi mà sử dụng cao bạch quả 40mg liều 2 lần một ngày. Nhưng mà người này lại cũng sử dụng aspirin liều thấp nữa. Cho nên cái này khi mà người ta ngưng ginkgo biloba thì nguy cơ xuất huyết biến mất, tình trạng xuất huyết biến mất. Vậy mình có thể kết luận được từ những cái thông tin này là gì các anh chị? Kết luận được gì từ những thông tin này? Theo các anh chị, nhìn những cái thông tin, những bài báo này, mình sẽ có cái suy nghĩ gì về cao bạch quả này? Mình có nên ngưng sử dụng nó không? Mình không cần nha, mình không nên ngưng. Như mình đang điều trị thì mình không nên ngưng, hoặc là mình muốn sử dụng để dự phòng những cái biến cố trên thần kinh thì cũng cũng không nên lạm dụng, không không cần phải quá lo lắng. Tại vì
đây là một số ca ghi nhận thôi, tỷ lệ nó rất là thấp, cái xác suất mà xảy ra nó rất là thấp ha. Nên mình cũng không cần phải quá lo e ngại, mà thường những người này đa phần á là những ngày có người này đã có bất thường về mặt kích động rồi, là người ta sử dụng những cái thuốc có khả năng gây xuất huyết chung với người ta rồi, hoặc là những người quá lớn tuổi, người quá già à, thì cái nguy cơ cái thành mạch nó mỏng nên có khả năng nó gây ra những trào xuất huyết thôi. Cái cơ chế thì vẫn chưa giải thích được nha quý vị, người ta vẫn chưa giải thích được cơ chế gây xuất huyết của cái này. Rồi họ chất tiếp theo, cái dược liệu tiếp theo đó là nhân sâm. Nhân sâm thì thực ra nó là một cái tên gọi chung thôi nha các chị, có nhiều kiểu nhân sâm lắm, có nhiều thứ không phải là sâm nhưng người ta vẫn gọi là sâm. Ví dụ như nhân sâm Hàn Quốc, nhân sâm Trung Quốc là nhân sâm nè, à, nhân sâm Nhật Bản nè, nhân sâm Mỹ nè, à, và sâm Siberia. Thì sâm Siberia nó không phải thuộc họ nhân sâm nha các chị, nó không phải thuộc họ ngũ gia bì nha. Sâm Siberia là cái sâm nó gọi là sâm tại vì nó có nhiều chất dinh dưỡng thôi, à, chứ nó không phải là nhân sâm. Độc tính của cái nhân sâm này đó, đầu tiên là hội chứng lạm dụng nhân sâm, bệnh nhân sẽ bị hạ huyết áp, lo âu, ngủ liệm, rạn da, tiêu chảy vào buổi sáng, phù, thay đổi tâm lý, trầm cảm, kích thích thần kinh. Những người mà họ mới sử dụng nhân sâm, khi mới đầu sử dụng nhân sâm thì huyết áp họ sẽ lên, à, tại vì sao? Tại vì nó có khả năng có hoạt tính của cortisol. Thường trong những giai đoạn đầu tiên sử dụng thì nó có đặc tính của cortisol, tức là corticoid, tức là huyết áp bệnh nhân tăng lên tí. Nhưng mà sau đó dùng lâu dài thì huyết áp bệnh nhân sẽ giảm xuống, và có hai gây hạ huyết áp. Cái liều thường là 15 mg, 15 gram là gây lú lẫn, trên 15 gram gây trầm cảm. Hạn chế dùng chung nhân sâm với chất mà có khả năng gây tăng huyết áp khác như là capsaicin. Một số trường hợp nó gây xuất huyết âm đạo do nó tác động như là một cái hormone, hay là một cái hormone estrogen. Rồi ở đây là một số cái ca lâm sàng, một số cái báo cáo ghi nhận trường hợp bất thường khi sử dụng nhân sâm. Thì cái trường hợp đầu tiên là người ông này ông sử dụng cái nhân sâm, và ông ghi nhận một cái tình trạng tăng huyết áp, khó thở, choáng váng, mất tập trung, đánh trống ngực. À, ở một người 39 tuổi sử dụng một chế phẩm có chứa nhân sâm trong 3 năm. Trong 3 năm thì ông ghi nhận cái này. Và huyết áp người này liên tục tăng cao. À, và người này được khuyến nghị là ngưng nhân sâm. Và 5 ngày sau huyết áp người này nó giảm xuống. Ở cái tâm trương. Cái tâm trương giảm xuống. Rồi. Hoặc là một cái ca dị ứng khi mình ngưng nhân sâm. Ở người phụ nữ 72 tuổi sử dụng nhân sâm. Rồi. Thì người này ngưng nhân sâm thì bệnh nhân hồi phục sau 30 ngày. Rồi một cái ghi nhận giữa tình trạng cương bú ở nữ giới, và bà này 70 tuổi rồi nha, không phải là trẻ đâu. Cương bú ở nữ giới mà sử dụng nhân sâm, thì bà này bà sử dụng cái bột nhân sâm, sử dụng cái bột nhân sâm trong vòng 3 tuần thì bà bị, thì sau đó bà ngưng cái chế phẩm này thì bà hồi phục, không có vấn đề gì nữa. Và người ta đo thử thì người ta thấy cái prolactin của bà này bình thường, không có vấn đề. Rồi một người phụ nữ, chắc người này ở Trung Quốc, sử dụng kem bôi mặt, kem dưỡng da của Trung Quốc. Người này 42 tuổi thì người này có biểu hiện là xuất huyết âm đạo, mặc dù người này đã bước vào giai đoạn mãn kinh rồi, người này vẫn bị xuất huyết âm đạo. Vẫn ra huyết. Thì đơn giản người này chỉ ngưng thuốc là người này hết xuất huyết vậy thôi. Ngưng cái kem bôi á, người này hết xuất huyết. Đó, thì đó là những cái ghi nhận cho các anh chị biết được cái nhân sâm. Thì cái dược liệu thực ra không phải là cái chuyên ngành của tôi, tôi không có dám đề cập câu vô trong các cái dược liệu.
Nhưng mà tại vì trong khuôn khổ thì mình giới thiệu một chút xíu cho các anh chị biết thêm tí tí thôi. Rồi các anh chị có thắc mắc gì không? Có thắc mắc gì không? Im lặng quá vậy. Dạ không. Rồi nếu các anh chị có thắc mắc nữa thì lớp trưởng đâu? Lớp trưởng nhớ nhắn cho tôi qua cái địa chỉ Zalo nha. Anh lớp trưởng đâu rồi? À có em thầy ơi. À anh nhắn qua cái địa chỉ Zalo tôi gửi nha để dạ, dạ. Để lấy bài ghi âm. Dạ dạ. Rồi. Em cảm ơn thầy. Chiều nay các anh chị có thi không? Thi môn nào? Môn phụ trách không? Dạ không thầy ơi. Rồi, vậy thì các anh chị nghỉ sớm nha. Rồi chúc các anh chị học tốt. Dạ, dạ chào thầy. Chào anh thầy, chào thầy. Rồi, chào thầy. Bài đề thi 30 ạ, thầy. Sao chị? Bài đề thi 30% thi thầy. Ừ, đúng rồi. Thường là những bài đầu tiên là thi 30%. Nha. Dạ. Rồi. Em chào thầy. Dạ, em chào thầy.